Đây, mọi người đầy đủ rồi ha, đủ rồi. Chào thầy, chào mọi người ạ. Dạ, chào cô. Từ trước mình đang dừng ở cái đoạn chương 3 này phải không ạ? Vâng. Cái slide này rồi không ạ? Cái slide này mình xong rồi phải không ạ? Cái mà đi đến mình nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Mình xong rồi, mình sang cái slide thứ tư ha. Mình sẽ đọc được. Sa di sa su samana pratmana vanang pha san ti asu kasmin nama gamewa wa nigame wa itthi wa puriso wa uttang saranang gato hoti thammang saranang gato hoti sangkhang saranang gato hoti panati bata bati virato hoti adinna dana bati virato hoti kamesu miccha chara bati virato hoti Musa Vada Bati Virato Hoti Sura Meraya Macca Bá Mada Thana Bati Virato Hoti Sila Hoti Kanyana Thammo Vigata Mala Macca Rena Chetasa Agarang Accha Vasati Tí Devata Bisa Wanang Pasanti Asukasmin Nama Gamewa Nigamewa Itthiwa Purisowa Bukthang Saranang Gato Hoti Thammang Saranang Gato Hoti B Silawa Hoti Kanyana Thammo Vigata Mala Macchirena Chetasa Agarang Accha Vasati Tí Ý đăng hồ tăng Ananda gần thá cha tăng giác xá Anu và tạm bí gần thù gắt cha tí Bá tí và tạm bí gần thù gắt cha tí Anu và tá bá tí và tạm bí gần thù gắt cha tí tí Ná bút phá gần thù bá tí và tạm hề tí Ná chành đá năng tá gá rá Mạnh lý cà hòa Sa tăng chá gần thù bá tí và tạm hề tí Sắp bà đi xà sắp bú rí sô bá hòa tì tí
Thầy thưa con dịch tiếp ạ. Dạ, mời cô. Tassa Isasu Samana Brahmana Wanang Phasanti. Những người Sa Môn và Bà La Môn nói lời khen. Cái này có phải là nó thay ra chữ ít thí hoặc là vô đi xô không thầy? Đúng rồi. Vâng, thế thì dịch. Thì cái đoạn dưới này nó cũng như là những đoạn trên thôi. Tức là khoan, nó nói lời khen như cô tót xá đi xa xuống chưa hết mà. Một câu đủ rồi chị ạ. Quan năng phát sang tí. Đây là chủ cách Samana Brahmana. Rồi. Là chủ cách là số nhiều, là những người Sa môn và La môn. Phát sang tí là nói, là động từ số nhiều. Và quan năng là chủ cách của chữ quan nô. Nói lời khen. Ta xá. Tát xá thì là đối với họ. Còn đi xa xú tức là vị trí cách của những nơi vùng ấy, vị trí cách số nhiều. Cái đi xa xú của dịch làm sao? Bây giờ cô đọc hết cái câu đó tiếng Việt cho nó đầy đủ đi cô. Nhưng mà đọc tiếng Việt thì nó mà nó cũng hơi cục. Tức là những người Bà La Môn và Sa Môn và Bà La Môn nói lời khen đối với họ. Mỗi vị ấy tát xá là số ít. Người ấy hoặc vị ấy tát xá là số ít. Tát xá là số ít, đúng rồi. Đây tôi mới hỏi. Tát xá này là nó khổ. Tát xá này nó đại từ, nó thay cho cái chữ ít thi và pudiso hay là chữ nào đấy, ra cái nghề nữ nào đó, cho người nam, người nữ hoặc người nam nào, đối với người nam người đó đó, đối với người đó đấy, đối với người đó là tức là người nam hoặc là người nữ đấy. Đúng không thầy? Tam môn và Lam môn ở tứ phương đó, bốn phương ở nhiều phương. Ở cạnh nơi. Vì Bà La Môn, Sa Môn ở cạnh nơi. Các Bà La Môn, Sa Môn ở mọi nơi, trong mọi nơi. Ở cạnh nơi, nói lời khen người về vì đó. Rằng... À, đúng rồi. Các vị Sa Môn và La Môn ở mọi nơi đúng không? Ở nhiều nơi. Nói lời khen đối với người đó. Rồi, đối với người đó. Thế con đọc Akusmin Nama Game Wa Nigame Wa Iti Wa Uriso Wa Udang Saranang Gato Hoti Hoti. Tức là ở những làng hoặc là những thị trấn như thế. Số ít đây là số ít. Phụ nữ. Số ít đây là số ít. Ở làng. Vâng, ở làng. Ở cái làng mà như thế Nama đây, tức là làng như thế. Akusami là như thế rồi, những Nama. Thì không được. Còn Game được là trong làng này qua. Làng hoặc là thị trấn như thế, có tên gọi như thế năm được gọi ở làng và thị trấn có tên gọi như thế, người là phụ nữ hoặc người đàn ông đã đi đến nương tựa Phật, là người đã đi đến
đã đến đến nương tựa pháp, đã đi đến nương tựa tâm, đã là người kiêng tránh cái sự không sát sinh, kiêng tránh lấy của không cho, kiêng tránh các cái sự sai trái trong các dục, kiêng tránh sự lấy dối, kiêng tránh hành vi sai trái trong các dục, kiêng tránh sự nói dối, kiêng tránh sự dễ vui do uống rượu một cái chất say. Người có giới silawa hoti kalayam ma damo, tức là người có phẩm chất tốt, người sống ở nhà với cái tâm đã thoát khỏi sự ô uế keo kiệt. Đề quá ta pít xá quan năng pha san tí, là các vị trời cũng nói còn đây chữ xá pí á xá là gì? Pí là cùng á xá đó cô, á xá là thay cho tát xá đó. Pí là cùng nói lời khen người. Devata pi, tức là cũng các vị thiên cũng nói với những lời khen với họ đối với người ấy. Lặp lại như trên, tức là ở trong cái làng hoặc thị trấn có tên gọi như thế. Rồi lặp lại lượt qua đi cô tiếp này, đi đăng. Đăng cuối cùng. Đăng vô tăng. Na phúc pha gan đô. Ba tí quát tăng ê tí. Na chan đa năng. Ta gà răng. Ta gà rá mi lý ca hoa. Tăng trá gan đô. Quát tí quát tăng ê tí. Sabadisa sapuriso vahuatiti, là mùi hoa không. Còn một câu nữa cô, còn cái chữ câu y đăng cô tăng ananda nữa. Ananda này ananda, đây là các cái loại, ở đây là mùi hương đó, ở đây là cái câu kết, đây là đó kết thúc là đó là loại mùi hương, là cái hương mà hương của nó di chuyển theo chiều thuận và di chuyển theo chiều ngược và di chuyển cả thuận và ngược. Và cái giai đoạn cuối cùng là gì? Mùi hoa thì không di chuyển ngược chiều cây chadana taragamalika cũng không di chuyển ngược chiều. Cái cây sao di chuyển ngược chiều được? Cái hương tức là mùi hương của cái hoa, cái cây đó. Mùi hương của cây Na Chandana và cây Tara Gamalika cũng không di chuyển ngược chiều. Rồi. Mùi hương của người giới đức thì di chuyển ngược chiều. Những người giới đức. Và bậc chân nhân thì lan tỏa khắp, ta lan tỏa tất cả mọi nơi. Sa tăng này là số nhiều nha cô, sa tăng đây là số nhiều. Mùi hương của các bậc giới đức.
À, vâng. Mùi hương của các vật giới đức. Giới đức. Thì di chuyển ngược chiều. Mọi người còn thắc mắc gì về cái đoạn đó không? Sang đoạn kinh 4 ha. Sau quách thi văn Adina Bako Nama Brahmano Ahusi Tena Kasachi Kinjina Dina Bukbang Tasa Ekova Bukbo Ahusi Biyo Manabo Brahmano Bhutasa Bilan Thanang Đà Tú Cà Mô Sá Chê Sú Hoàng Ná Cà Rắc Sá A Chí Khí Sà Mí Quê Ta Nàng Đà Tóc Bằng Phá Quý Sá Tì Tí Sá Dầm Mề Quá Sú Hoàng Năng Cô Tê Tòa Mát Ta Ní Cùn Đá Lạ Ní Cá Tòa Á Đà Sí Tê Nát Sá Bút Tô Mát Tá Cùn Đá Lì Tí Bàn Nhà Dí Tát xá su lá xá quá xá cà lề bàn đú rồ gồ ú đá bà đi. Rạch má nồ quê chà năng sẵn tí càng gần tòa. Tùm hề á á xú cá rồ gắt xá kinh phê sắc dằn cá rồ thà tí bút chí. Tê á xá dằn hòa tăng hòa rút khá tá chà đình. Á chí khinh số sô tăng a há rí tòa phê sắc chằng cá rí tát thà cá rồn tát xê quả tát xá rô gô bá lá hòa á hồ sĩ rạch má nô tát xá đúc bá lá phà hoàng nhà tòa ê càng quê chằng bá cổ sĩ sô tăng ô lô kê tòa am hà càng ê càng kích chằng á chí ăn nhằn quê chằng bá cô sĩ tòa ý ký chà bề hì tí quá tòa nít khá mí rạch má nô tát xá má ra ná sa má dằn nhà tòa ý mát xá tát xá ná thà giá à gá tà hàn tô ghê hê sa bá tây dằn Bác sĩ sẵn tí tát mà nàng bá hí cá rí xà mì tí. Bút tăng ní há rí tòa bá hí. À linh đề ní bá chà bề sĩ tát mình cà lá cá tề bạc má nô tát xá xá rì răng. Chà bề tòa đề quá sĩ căng. À là há nàng gần tòa. Cá hàng ê cá bút tá cá. Cá hàng ê cá bút tá cà tí rồ bí.
thầy, để em dịch lại để thầy. Rồi mời anh. Sawati yang adina pupa pako nama pratmano ama mano ahosi một ba lăm môn tên là adina pupa ka ở thành Sawati. Không, chưa, không được anh, dịch dễ nó không ra. Coi kỹ lại cái động từ này, động từ gì diễn tả nó mới ra, tại vì đây là cái văn kể chuyện. Còn một ba la môn. Còn một ba la môn. Ba la môn được gọi là. À, còn ba la môn có tên là Adi Adina Pupaka ở Savatthi. Mới được chứng minh có một. Đúng rồi. Savatthi đã có một bà la môn tên là ở thành Savatthi có một bà la môn tên là Adina Pupako Paka. Ở ở thành Savatthi từng có ao xí là động thì nó mới ra văn kể chuyện được, giống như nó ngày xưa, ngày xưa có cái này cái kia. Ở thành Savatthi đã từng có một bà la môn tên là Adina Pupaka. Rồi. Tena Kasati Kinji Adina Pupang là kinh chỉ là đi na phúc phần là bất cứ cái gì đã không được cho đến bất cứ ai cách xa trí bởi trước đó bởi ông ta phúc phần là trước đó tệ nạn là bởi ông ta, có nghĩa là ông ta đã không cho bất cứ cái gì đến bất cứ ai trước đó. Tất cả khoan khoan anh dịch lại, anh đọc lại câu đó giùm thầy. Tê ná tê ná cách sa chỉ kinh chỉ na tin ná úp hằng là cách, ở đây là kinh chỉ là bất cứ cái gì, na tin ná là đã không được cho, cách sa chỉ là đến bất cứ ai, úp hằng là trước đó, tê ná là bởi ông ta. Thì ở đây em dịch ra bất cứ cái gì đã không được cho đến ai trước đó bởi ông ta, hay mình dịch theo kiểu nghĩa là ông ta không cho ai bất cứ cái gì trước đó đứng thầy tí là phải chủ từ thì đưa nó lên trước. Thì kinh chỉ hay bất cứ cái gì đã không được cho đến bất cứ ai trước đó bởi ông ta. Trước đây chưa từng cho bất cứ cái gì đến ai bởi ông ta. Cái đó là câu bị động, bây giờ mình chuyển ra câu chủ động. Trước đây. Thì bất phân là trước đây. chưa từng bố thí bất cứ cái gì cho bất cứ ai. Nhưng mà Dina ở đây nó là quá khứ phân từ của nó, quá khứ phân từ. Dạ. Cho nên bất cứ cái gì đã không được cho đến bất cứ ai cả sự. Cái bút phân là trước đây, nhưng mà trước đây chưa được cho bởi ông ta. Chưa được cho bất cứ ai cái gì. Chưa được cho đến bất cứ ai. Cách xa chỉ. Cái phân đó mình ở đây mình hiểu là
và chưa từng đó, chưa từng cho đó. Chứ mình không có dịch máy móc là trước đây nó vô nghĩa là chưa từng, chưa từng. Chưa từng được cho. Nó giống giống cái chữ ever của tiếng Anh đó. Cái từ ever của tiếng Anh. Yeah. Từng. Đúng là từng. Bất cứ cái gì chưa từng được cho bởi ông ta đến bất kỳ ai. Rồi. Em dịch tiếp. Asa eko wa uto ahoshi piyo manapo là người con trai một của ông ta. Người con trai một. Người con trai một của ông ta. Piyo là đã. Không phải. Sao thầy? Một người con trai chứ con trai một. Một người con trai của... Nếu mà nói một người con trai thì bỏ echo nữa vô. Cô thương thầy. Ý Puto là đã được là kiểu là một đây nè. Cái nó không có thừa đâu anh. Cái dạ là xem như là người một người con trai của ông ấy. À Iyo là gì? Đáng yêu. Manapo là gì? Thương. Không, không phải cái con này không phải, con này chưa tới, mình dịch chưa tới, con này coi kỹ lại chút. Con này trông nó đơn giản mà nó vậy. Người con trai. Cứ không một người ông trai con ấy dễ thương đáng yêu không? Dạ thì mới dịch như thế mà. Không có chữ có ra đó đâu. Người con trai của ông ta. Người con trai của ông ấy dễ thương đáng yêu. À, đã đáng yêu và dễ mến. Ủa đáng yêu dễ mến hay gì cũng được, miễn sao hai cái đó nó bổ nghĩa cho cái bức phô kìa. Dạ thì đáng yêu dễ thương đó cũng. Không, không phải, chưa được. Chàng trai đáng yêu, dễ mến. Con trai rất đáng yêu và dễ mến của anh ta. Ủa vậy cái tác xá này dịch là đối với đối với đối sở hữu thôi. Đúng rồi. Vậy là đối với thì tức là ông ta có một đứa con trai đáng yêu và dễ thương. Đối với ông ta. Đúng rồi. Ông ta có, đã có đứa con trai. Có một người con trai cho ông ta. Có một người con trai cho ông ta. Người con cái trai này có thể hiểu là con trai một thì do cái bối cảnh này mình hiểu là một, nhưng mà mới đầu vô thì cô này mình không dám khẳng định là một. Cả toàn bài là tức là con một á, mình không dám khẳng định là con một. Từ con cái từ mà duy nhất ông đi á, nó có cái từ khác. Còn cái hơi cá này nó sẽ rất là hên xui, có thể là đúng là con một thật mà có thể là không, chỉ có nghĩa đơn giản là một thôi. À. Nên là mình cứ dịch nó trung tính, nó là có đầu tiên là có một người con trai cho ông ta. Có một người con trai cho ông ta. Theo mới là gì? Cái đây là Bio Manabo thì người ấy đáng yêu, dễ thương đáng yêu đối với ông ta. Có thể tách nó thành hai câu cũng được, không sao hết.
dùng chung cái động từ hô tí. Gom lại cũng được, không sao hết. Có một người con trai dễ thương đáng yêu cho ông ta. Nếu không giờ sở hữu cách được các thầy. Ở cách hay dán bộ cách gì cũng được thầy. Cái này thầy có nói rồi, cái cấu trúc này nó có gì cho cái gì thì nó là sở hữu cách hay dán bộ cách gì cũng được. Do chưa hiểu là ví dụ người con trai một của ông này, ví dụ nếu là mình biết đó là con trai một thì mình nói là con người con trai một của ông ấy thì dễ thương đáng yêu. À, rồi thầy hiểu. Nếu người con trai một của ông ấy thì dễ thương đáng yêu thì cái A-hu-xí đây nó làm chức năng gì? Nhớ không, cái A-hu-xí đây nó làm chức năng gì? Đúng rồi. Nó làm trường tồn tại. Thì là nếu mình dịch cái câu là người con trai một của ông ấy thì đáng yêu dễ thương á, thì áo hô xí nó làm chức năng gì? Chức năng Linking verb. Verb. À. Còn nãy mình nói có một người con trai trong ba là nó làm chức năng gì? Tồn tại. Tồn tại. À, tồn tại. Vậy bây giờ hỏi là hai chức năng đó thì đây phải là chức năng nào? Linking verb phải. Thì nó tích hợp. Đó. Tại sao là linking verb? Đứa con trai độc nhất của ông ta dễ thương và đáng yêu. Tại sao? Đứa con trai độc nhất của ông ta dễ thương và đáng yêu. Cũng thành một câu với thầy. Thì cái kia cũng thành một câu vậy. Tại sao nó là không được? Cái kia là hai câu, nó là một câu. Hai câu, một câu gì không quan trọng. Ừ. Hỏi là tại sao? Như vậy đây là mô tả thầy, miêu tả thầy. Đang kể về ông ấy. Do cái bối cảnh đây thì là dịch là đã có. Lý do tại sao dịch là đã có? Á hô xí xí này kia ở thì quá khứ mà thầy. Đúng rồi, á hô xí. Tại vì nó chất tồn tại là có sở hữu tồn tại. Vậy tức là nếu mà nói là ông con trai em ta thì phải dùng từ hiện tại đúng không thầy, giống như tiếng Anh vậy. Không đâu có, em cái chuyện nó không quan trọng. Như vậy á hô xí ở dưới này và ở trên đều phải dùng nhau được, đều kể với câu chuyện quá khứ. Đúng rồi, vì đây là thì kể mà con kể lúc nào quá khứ. Đúng rồi. Không phải nói quá khứ mà đang nói là cái chức năng hay chức năng chỉ cái ý niệm tồn tại và cái linking verb á, thì ở đây là chức năng nào nó hợp lý hơn. À, cô nắm câu hỏi không, còn cái của Khánh hỏi thì là không có quan trọng quá khứ hay là tương lai nó hay là hiện tại, nó không có quan trọng Khánh. Dạ. Yeah. Không có quan trọng. Ở đây thì chức năng kể chỉ tồn tại đó thì tồn tại hợp lý hơn. Tồn tại lý do hơn. Lý do tại sao? Lý do tại sao mọi người biết không? Tại vì là giờ chưa có nói đến cũng có đến cái sở hữu gì hết. Đang mạch cái chuyện. Đang mạch cái chuyện chưa rõ. Nghĩa gần gần mò ra đó. Lý do gì nó đây nó là đầu câu chuyện. Nó đầu câu chuyện nên nó phải giới thiệu cái nhân vật. Đúng không? Ngày xưa có Đại La Môn. Có.
Hình dung không? Ngày xưa có ba chú heo con. Ba chú heo con có một ngôi nhà. Đúng không? Nên nó đang giới thiệu nhân vật thì nó phải là chỉ ý là có, là tồn tại. Tiếng Việt cũng vậy, tiếng Anh cũng vậy, Bali cũng vậy. Đang giới thiệu mà đang giới thiệu những cái nhân vật của câu chuyện, là những cái bối cảnh câu chuyện thì phải là có. Sau khi đã giới thiệu xong rồi à, tức là cái lần đầu tiên mà đề cập đến nhân vật đó thì phải là có. Sau cái lần đầu tiên đó rồi đó à, thì mới là ABC đó, mới thì là mới là linking word thoải mái à. Nên cái câu ở chỗ này là đang giới thiệu, mà giới thiệu cái người đó có một cái người con trai thì nó phải là cái AOC đầu tiên phải là có. Nếu như xem cái này một câu gắn bí vô với Manabu Yobuto thì phải là có một người con trai đáng yêu dễ thương cho ông ta. Còn không thì phải tách ra thành hai câu là có một người con trai cho ông ta à, rồi tiếp theo mới là có cái ao xí đây, nó giản lược đi là người con trai ấy thì đáng yêu dễ thương đối với ông ta. Vậy tách ra hai câu thì ao xí đầu là phải chỉ cái tồn tại, ao xí sau mới làm được linking word. Nếu chỉ có một ao xí này thôi, nó phải chỉ sự tồn tại. À, vì là giới thiệu nhân vật mà. Rồi tiếp đi anh. Dạ ok. Brahmano Utasa Bilang Hanang Datu Kamo Sate Suwana Karasa Ajikisami Tanang datapang fawitsa sadi di sayang hewa suwanang kotetoa mata di kunda ladi katoa adasi tenasa puto mata kunda dali di Nha. Đừng có đọc từ đó đến cuối anh à, để đỡ mất thời gian mình anh giải đâu đọc từ đó. Dạ rồi. Brahmano Putas Apilan Thanan Datu Kamula người Bà La Môn Brahmano muốn tặng cho con trai muốn tặng cho người con trai món trang sức. Datu Kamo là muốn tặng Ilan Thanang là trang sức cho con trai là Putasa, và nghĩ rằng Sate Suwana Karasa Ajikahisami là nếu ta nói Ajikahisami là với người thợ vàng làm vàng Suwana Karasa, nếu ta nói với người thợ làm vàng Vetanang Datapang Pawisadi sẽ có chi phí đáng phải trả. Không phải. Coi kỹ lại. Nếu ta nói với người thợ vàng thì sẽ phải có chi phí được trả. Phải bị trả. Không, như vậy nó đâu có đâu. Tức là nếu ta cái này thì sẽ phải, nếu ta tức nói ở đây giống như là yêu cầu người thợ vàng làm đúng
này. Thì sẽ phải bị trả tiền công. Nếu ta nói người thợ vàng làm thì sẽ phải trả chi phí. Thì có thể phải trả. Cái chỗ cái câu này thì nó không được, tại vì cái chỗ phó quý sáu tí nè, anh xác định cái phó quý sáu tí đây là làm gì? Có khả năng không có phải tương lai đó, này câu điều kiện. Có thể phải bị trả chi phí. Bằng. Nếu ta nói người thợ làm vàng thì sẽ có phát sinh chi phí thôi. Không phải có. Cái phó quý sáu tí này làm chức năng gì? Nó là tồn tại đúng không? Nó giống như hồ sĩ. Đó là một cái cảnh nhân. Đó là một cái. Không phải không. Cái điều phải. Cái này là câu điều kiện phải không thưa thầy? Cái câu này là câu điều kiện. Thì cái này là câu điều kiện, nhưng mà ác chí khí sam ý với lại động từ phát quý sau tí, đây là cách gì? Tương lai mô tả. Hả? Điều kiện. Nó lên mô tả cách tương lai. Điều kiện. Vừa đâu biết nó là điều kiện cách cô. À chích tâm lý đó thầy. Chích sắc chê đó là điều kiện. Động từ có nó chia điều kiện. Đâu điều kiện là cái nào? Đâu, không, cái xa biển tương lai mà cũng toàn thì tương lai mà. Làm sao cô biết cái động từ này nó chia điều kiện? Dựa vào đâu biết nó chia điều kiện? Mình biết cái động từ nó chia ở cách nào mọi người? Ở mô tả cách hay là điều kiện cách? Mình để mô tả cách mà mình dựa vô gì mình biết nó là mô tả cách? À, để chỉ tương lai chỉ xa bị cái đuôi. À, cái đuôi đó, câu trả lời đó là cái đuôi chưa hết, còn gì nữa, cái gì nữa nó mới cụ thể hơn nữa. Cái thân của nó. Đúng, cái thân. Nó rất đơn giản. Vì đuôi này có phải đuôi điều kiện không? Là tương lai. Là tương lai. Đúng rồi. Này là tương lai. Đúng không? Nếu có phải điều kiện cách đâu, sao mà nói điều kiện cách được? Sát chê thì là nếu là đúng, nói câu này là câu điều kiện thì đúng, thì nói câu nếu này nó là câu điều kiện nếu thì, nhưng mà cái động từ nó có phải điều kiện cách không là chuyện khác. Nếu chữ sát chê này có nói rất là kỹ ở trong cái bài trước đó, mà coi trong giáo trình có nói sát chê nó có thể đi với những động từ cách nào có nói hết. Nha mọi người coi lại. Rồi. Bây giờ quay qua cái phá quý sa tí nè. Bây giờ nó thực hiện chức năng gì? Tồn tại. Tồn tại. Nếu tồn tại câu mình đọc làm sao?
What? Để có. Sẽ có chi phí. Nên được trả. Trả. Sẽ có chi phí nên được trả. Vậy là sẽ có chi phí không? Không cần trả. Đúng không? Yeah. Đúng không? Sẽ có chi phí nên được trả. Vậy là sẽ có loại chi phí không? Không cần trả. Sẽ có chi phí phải được trả. Vậy là sẽ có cái loại chi phí nào đó không cần trả. Đúng không? Anh hiểu thầy không? Cái nó sẽ dẫn cái logic là như vậy. Dạ. Yeah. Đúng không? Sẽ có chi phí đáng phải trả. Không đáng. Vậy là sẽ có loại chi phí nào không không cần trả. Anh hiểu thầy không? Là sẽ có cái tồn tại cái loại chi phí nào mà ông này ông có thể quỵt được không cần trả. Đọc tự làm. Tự làm. Không phải tự làm. Như vậy là cái loại nào mình gọi ra mà nó không phải trả thì mình dựa vào đó. Anh hiểu ý thầy không? Khi anh dịch như vậy nó bị cái lũ ở chỗ đó. Anh nói với người thợ quan. Ông tự làm là cái khúc ở dưới, còn đây là đang nói nếu nếu ông làm với người thợ vàng mà. Ông đây là cái đặt cái ông nói người thợ vàng thì nếu mà nói là khi mà tôi làm với người thợ vàng thì sẽ có chi phí được trả. Thì có chi phí phải được trả. Vậy là có cái loại nào mà ông không phải trả? Vì ta năng đó là trung tâm. Để trả cho cái chi phí. Có thể là vì tá năng đó là trung tâm, cho nên nó có thể làm chủ cách một cách. Về tân năng đây là chủ cách. Rồi. Chi phí sẽ phải trả. Rồi, ok, để thầy nói mọi người cái này. Cái cách để mọi người giải quyết vấn đề nó quan trọng lắm. Cái ý tưởng thì mình có xem xét nhưng mà mình giải quyết không được. Bây giờ thầy hỏi mọi người nha, nãy giờ thầy đang đặt vấn đề cái câu này đúng không? Quê ta năng đã tập bằng phá quý sơ tí. Vậy cái vấn đề mình đang đặt ở từ nào? Phá quý sơ tí. Vậy mình giải quyết ở từ nào? Giải quyết nó đó. Giải quyết phá quý sơ tí đúng không? À. Đó, vậy thì đi coi cái phá quý sơ tí này nè. Chứ đi nhìn vòng vòng quê ta năng rồi đã tập bằng chứ. Nhìn cơ quê đó năng là cách này cách gì anh chí, đó tóc ăn là nhìn sao anh chí, đúng không? Đây hỏi là phá quý sát tí đây nó làm chức năng gì? Thì nãy mình nói là tồn tại thì tồn tại thầy chỉ ra cho mọi người là nếu nó có nghĩa tồn tại nó sẽ bị cái vấn đề logic đó gì, rồi mình làm sao? Giờ sẽ là thôi. Thì mình có chức năng kia. Sẽ là năng kia là gì? Linh kinh thôi. Như câu này đọc sao? Được, ta nói với người thử. Đi khỏi dịch nó chỉ cần sẽ thôi. Sẽ phải trả. Sẽ phải bị trả. Chi phí sẽ phải bị trả. Nếu ta nói với người thợ làm vàng thì sẽ là thế. Sẽ là chi phí
sẽ phải trả. Chị sẽ phải trả chi phí. Sao ngự vậy? Sao quán vậy? Nói này bình thường mà đâu có gì đâu anh Vũ. Chị sẽ nói hai cái danh từ với nhau hoặc nói cái danh từ với cái tính từ chứ không phải là có nghĩa là thì hay là gì, mình ráng mình ghép cái thì cái là vô, không phải thì là chứ là một cách mà để mình chuyển dịch ra tiếng Việt thôi, còn nó là để nó nối hai cái danh từ với nhau hoặc nối một cái danh từ với cái tính từ. Nếu mà ông hỏi ông thợ làm vàng chi phí thì chi phí sẽ phải trả. Nếu hỏi ông thợ làm vàng thì chi phí sẽ phải trả. Nếu ta nói với người ở Kim Hoàng thì chi phí sẽ được trả. À. Hoặc là chi phí sẽ cần được trả. Hoặc là sẽ phải được trả. Nếu có nghĩa cũng được, nhưng mà đây là được trả, nhớ là bị động nha. Không phải là chi phí sẽ phải trả, sẽ phải được trả. Và chi phí sẽ cần được trả. Không, chứ mình đừng có máy móc, mình đừng có thấy cái này là đã là sẽ rồi, phải quý sơ thí là sẽ rồi. Rồi cái đa tập băng này lại là cái tương lai phân từ cũng sẽ được, cái đó cái hai chữ sẽ ngồi nghĩ hoài không ra. Đừng có, mình đừng có hiểu nó bề nổi vậy, mình sẽ rất là kẹt. À, tức là đây nó là linking verb, nó nói hai cái này với nhau thôi, nó nói cái danh từ quê to năng với lại đa tập băng thôi. Thì đây là phá quý sa tí là cái động từ tương lai thì nó chỉ cái ý xảy ra tương lai. Đa tập băng thì cũng là một cái tương lai phân từ, nó cũng chỉ cái chuyện sẽ xảy ra tương lai, thì bản chất là cái động từ phá quý sa tí nó nói hai cái này lại với nhau thôi. Thì như vậy nó chỉ cái chuyện là sẽ xảy ra tương lai, tức là cái chi phí này sẽ được trả thôi, thì chỉ vậy thôi. Chứ mình đừng có băn khoăn bên đây cũng sẽ rồi mà cũng sẽ không biết dịch sao. Nên dùng nữa. Chi phí sẽ được trả hoặc là chi phí sẽ phải được trả. Nó rất là đơn giản. Thì chi phí này thì phải trả, chi phí là đương nhiên là phải trả rồi, có chi phí nào không trả đâu. À, chi phí sẽ được trả. À, sẽ được trả là trả cho ai, trả cho cái ông thợ làm vàng đó. Nó dùng chung cái nó dùng chung cái từ quan á cá rắc xá đây luôn này mọi người, để được trả cho cái người thợ chúng mày đó. Đúng không, cho nên là cái chi phí là đương nhiên phải trả cho cái người đó rồi, chứ còn mình dịch là sẽ có chi phí để được trả cho người thợ kim hoàng đó. Vậy còn chi phí nào mà không được trả, chi phí nào mà không được trả cho cái ông thợ kim hoàng này, đúng không? Nó sẽ bị cái vấn đề logic liền. Sẽ có chi phí cần được trả cho người thợ kim hoàng đó. Vậy thì chi phí nào không cần trả? Đâu có chi phí nào không cần trả đâu.
Nha, cho nên phá quý sơ tí đây nó là linking verb, chi phí cần được trả cho người thợ kim hoàn đó. Thì bây giờ khi ông tự làm thì ông không cần trả chi phí nữa. Trả đây là trả cho cái người thợ kim hoàn á. Rồi tiếp đi anh. Bố ơi. Dạ rồi, ok. Dạ dạ rồi, ok, lên cái mic của con đi. Sayang ewa suwanang kote toa matani kunda la ni katoa adasi. Là ông ta tự mình đập vàng. Rồi làm các chiếc nhẫn được mài. Rồi tặng Adashi. Tề chẳng được mai đấy là cấu trúc gì anh? Dạ. Gì đó? Làm được. Cách được mai đấy là cấu trúc gì? Làm các được mai là cấu trúc bị động. Không, sao bị động được? Cái qua đây là động từ chủ động, hay bị động? Dạ, chủ động. Cái này à, là chủ động. Dạ, một bất biến chuyện tài sự liên xin nổi tiếp nữa. Tê-tua. Đây là dùng đoạn từ bất biến để diễn tả một cái chuỗi hành động. Rồi bất biến rồi, nhưng mà cái ở trong cái chuyện bất biến này Martini Kuda Lani Kapa đây là công thức gì? Ai nhớ? Công thức gì? Bất biến quá khứ thân từ, tức là dịch là hành động xảy ra trước cái hành động chính. Không, bất biến xong rồi không liên quan tới bất biến nữa. Dạ. Đây chỉ là mô tả. Không, mắt ta ní cun đá là ní ca qua là theo công thức gì? Có công thức. Đồng vị à, đó đồng vị nó là hai trực của cách, trực của cách khác. Cái nào bất biến A thành B không? Vậy hả thầy? Cái Matani Kundalini ini là bộ trực bộ cách cho cách to mà cô. Đây là trực bộ cách kép. Trực bộ cách kép. A có B. Làm cho A có đặc tính B, hoặc làm cho B có đặc tính A. Là làm cho những chiếc nhẫn. Đó. Mài. Mọi người thấy không? Còn dịch ra là làm những chiếc nhẫn được mài. Đó. Nghe nó rất giống đúng không? Nhưng mà nhiều khi là hiểu sai. Đó, hiểu sai. Lúc nãy anh không có hiểu là trực bổ cách kép đúng không? Anh nghĩ là cái Kundalini này nó mất tên ý, nó bổ nghĩa cho Kundalini đúng không? Rồi Kata dạ. Này là dạ dạ. Làm những chiếc nhẫn được mài, thực ra anh nghĩ kỹ anh thấy câu đó nó có nghĩa. Làm những chiếc nhẫn được mài làm sao? Nghĩa là trước đó phải có cái công đoạn mài nhẫn thì ai mài? Yeah. Không. Vì làm sao mà làm cái chiếc nhẫn được mài được? Dạ yeah, dạ. Yeah. À. Tức là làm cho những chiếc nhẫn được mài, tức là ổng mài nhẫn á. Dạ. Yeah. À. Dạ, yeah. Rồi. À. Adashi rồi tặng. Rồi tặng. Tenasa. Puto mata kundaliti pan nhà gì? Tên á là do đó
con trai của ông ấy, Asaputo Panyayi, là được biết đến là Mata Kundali. Kundali. Tassa Solasa Wasa Kale Pandu Rogo Udapadi, là vào dịp 16 tuổi. Vào dịp 16 tuổi của cậu ấy. Sola Sawat Sakale. Sakale là thời gian dịp. Sola Wat Sa Sola Sa Wat Saka. Ta có dùng cái dịp cho đây thầy ha. Vào lúc 16 tuổi thôi chứ đang bị bệnh mà dùng cái dịp giống như là ha, sinh nhật gì thì vào về. Giờ bỏ chữ dịp đi, mình dùng cái từ khác được không thầy? Tại cái này sau này mình thấy nó toàn là sầu đau khổ không mà dùng cái dịp cho thầy. Vào lúc đi. Vào lúc 16 tuổi. Vào lúc nó 16. Vào lúc nó 16 tuổi. Vào lúc 16 tuổi là cái gì? Thì cô là dịp lên để dùng cho vui vẻ. Con chừng phải được dùng cho lúc mà buồn vậy cô. Chắc vậy. Con thì con nghĩ bình thường thôi cô. Nói dịp là gặp Đức Phật hay gì mà nói dùng cái dịp. Con thì con nghĩ thế. Vào thì vào lúc vào lúc 16 tuổi của cậu ấy, Pandurogo là bình vàng da đã phát sanh Udapadi. Thưa thầy được không thầy? Brahmano Vejanang Santikang Gantoa. Tumhe Asu Karo Gasa Kin Fe Sayang Karo Thati Puchi, là người Bà La Môn đi đến nơi có mặt của các vị thầy thuốc là Brahmano Gantoa, đi đến Santikang Vechanang là nơi có mặt của các vị thầy thuốc. Vechanang là sở hữu khách. Puchi là ông hỏi tum hề các ông, tum hề là chế phương thuốc gì cho bệnh như thế, là karo kin phê sa yang karo tha, là chế cái bào chế phương thuốc gì. Asuka Rosgasa là cho cái bệnh như thế. Cho cái bệnh như thế. Nên là các bệnh vàng da đã khởi lên cho cậu ấy. Nói lại chút cái ý của bạn Cát Khánh lúc nãy là mọi người nhớ là trong cái văn mô tả, trong cái văn mà để mô tả đó, thì khi trẻ kể câu chuyện quá khứ người ta có thể dùng động từ hiện tại. Ẩn động từ quá khứ tức là động từ bất định, hay là chuyện bình thường không có gì hết, không phải là quá khứ thì nó phải dùng quá khứ. Như chuyện bịch được con voi đúng thầy? Đúng rồi, trong đúng rồi, chỗ này nhắc lại với mọi người thôi. Trong tiếng Anh nó cũng vậy, nếu mà dùng cái thì hiện tại đó để kể quá khứ thì cái đó, cái loại đó nó gọi là historic present, thì hiện tại nó đặt cái tên vậy, dịch ra vậy cũng thử ra vậy cũng hẳn là chính xác. Historic present, hiện tại lịch sử, tức là cái thì hiện tại mà dùng để nói cái chuyện ở trong quá khứ cho nó dễ hiểu, vì cái câu chuyện thì nó dài.
nên đang ở trong cái, đang nghe chuyện đó thì giống như đang ở trong cái câu chuyện, đang ở trong cái thế giới của câu chuyện đó, thì coi như chuyện là đang xảy ra hiện tại đó, đó là cái góc nhìn của người nói, người nghe nó vấn đề gì hết. À, tiếp đi anh. Chỗ này thế nào ạ? Chỗ quê xa năng, quê xa tích căng thì thế nào? Là đi đến nơi thân cận, nơi có mặt sang tích căng là cái vùng hay nơi hay phạm vi á, có mặt của các vị bậc, vị thầy thuộc. Thầy hỏi để đến chỗ các vị thầy thuộc, của các vị thầy thuộc. Cái vùng lân cận. Dạ. Vùng lân cận hay nơi có mặt đó cô? Vùng gần lân cận, dịch là tiếng Anh là gần. Đến gần các vị thầy thuốc không? Ở đây trong từ điển còn có nghĩa là cái nơi có mặt á. Dịch tiếp được cho mọi người. Chứ vũ tra từ điển đâu, tôi có mặt ở đây cho nó nia chứ. Nia là nơi ở gần, gần. Có cô để con càng gửi. Con tắt lên tắm bộ đầu đi con. Để mẹ tập trung mẹ học đi, bận này ồn quá. Trời, để con tắm. Dạ. Dạ được chứ. Dạ cô, con có gửi từ điển lên chỗ chat đấy cô. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Rồi cha rồi nhưng mà. Dạ rồi, chứ không dịch tiếp ha. Tê ách xã. Dạ, tê ách xã giang hòa tăng hòa rút khách tả gia đình ách chí khiêm sù. Khiêm sù. À, họ đã nói với ông ấy cái phương thuốc gì, rằng phương thuốc gì và loại cây, vỏ cây đó. Rằng ở đây chính em hiểu nó là cái phê sa rằng ở tên đúng này. Tức là họ đã nói với ông ấy phương thuốc gì, rằng và loại cây, vỏ cây đó bằng rút khát ta cha đi. Vâng. Giang qua tăng qua thì tôi theo tôi hiểu là họ đã nói với ông cái này cái kia, cái nào cái ấy, tức là cây này, vỏ này, vân vân ấy. Có cái này, có cái kia, vân vân. Tức là họ chỉ cho ông cái này, cái kia. Là đây là vỏ, đây là cây, vân vân. Đại ý là như thế, đúng không? Giang là cái nào, tăng là cái ấy. T là chủ cách này. Đây là họ. A chi khi sụ là đây là quê xa. Đây là quê xa. Là cái đó đó. Chồng đó. Cá là cái cây, cá chát là cái vỏ, á tinh là vân vân. Cái vỏ cây này, cái kia. Cho nên nó mới đứng dính liền nhau. Cái này hoặc cây kia hoặc là cái vỏ cây. Mình dịch vậy không biết sao, để thầy hỏi. Con thì nghĩ là dân ở đây chính cái loại phương thuộc gì á, là kinh phê sa dân ở trên cái con này. Và tôi thì nghĩ là dân với tăng nó giống như là cái vỏ mấy cái cây ấy, tức là họ chỉ cho ông là cái đây là cái cây này, đây là cái vỏ, vân vân, cái này cái kia ấy. Thì ông trong đó ông ấy về ông ấy tự làm đồ thuốc này đấy. Thầy chữa cho nào. Dạ.
có thể làm thế thuốc gì cho căn bệnh như thế. Ví dụ văn này mọi người có thấy lạ không? Dạ lạ thầy. Là hình tấm. Lạ đúng không? Dạ. Lạ chỗ nào ai? Cái vỏ cây á, cái vỏ nó là năm tấm rồi mà sao cái này nó văng? Ví dụ nếu mà vỏ này vỏ kia thì nó phải là vô chứ văng mà. Phải không thưa thầy? Cũng chưa phải. Cái đó cũng là một cái mà cái đó là phụ chưa phải. Vỏ cây đều là năm tấm hết. Nữ, nữ tịnh cũng dắn được cô mà, trung tịnh cũng dắn được mà, cô nó trực bộ cách hết mà. Dăng tăng nó phụ thuộc vào cái đuôi rồi cha đi. Dạ không, nó trực bộ cách thì dùng nhau hết mà cô. Bộ cách với nhau hết. Dạ, không khác với nhau đâu. Bằng à, vũi câu trên là carrot thang hay là mình lại cắt đấy chứ? Dạ, dạ không có. Carrot thang tưởng là mình lại cắt chứ? Dạ không. Nói cho ông ta nghe. Dạ, ông làm cái phương thuộc y thôi mà. Đúng rồi. Hoặc là cái bỏ kia. Cái văn này nó lạ thì vì không biết nó làm chức năng gì, mọi người có thấy không? Dạ. Nếu mà bỏ cây này bỏ cây kia thì hả là do bị tăng luôn rồi, còn văn như đây ta. Ừ. Với cái này với cái kia là phải dùng đại từ nhân xứng chỉ định. Còn văn là đại từ gì? Đại từ nghi vấn. Nghi vấn. À, không phải nghi vấn là đại từ gì? Quan hệ. Quan hệ. Quan hệ. Đại từ quan hệ thì nó mới làm chức năng quan hệ của nó. Đúng không? Ai nói mọi người đó cái chức năng đại từ quan hệ có mấy chức năng? Thì thầy nói mọi người ba cái gì đó, những cách gì đó để mà mình đọc cái đại từ quan hệ. Người nào bổ nghĩa cho một cụm từ, nó bổ nghĩa cho một người mà vật mà người ấy mà vậy, người nào vật nào. Trước nốt cái này lại nha, nốt cái này lại. Nhìn trước, nhìn sau, đứng giữa, nhớ không? Nhưng rồi nốt cái đó lại nha, để mà coi cái chức năng của đại từ quan hệ là chỉ có ba cái đó thôi. Vậy phải coi ba cái đó thì mình không suy nghĩ lan man. Nhìn trước, nhìn sau, đứng giữa thầy. Nhìn trước là sao? Nhìn trước nó đó, có gì liên hệ với nó không? Đúng, nhìn trước có gì liên hệ nó đó, có gì liên hệ nó không? Không. Không có gì liên hệ hết. Nhìn sau. Nhìn sau không? Nhìn sau. Nhìn sau coi kỹ đi. Vậy bây giờ nếu nhìn sau, giả sử nhìn sau cũng không gì thì chỉ có đứng giữa thôi. Đứng giữa là mình sẽ đọc gì? Đứng giữa là nó sẽ tương đương với whoever và whatever của tiếng Anh đó. Bất cứ người nào, bất cứ vật nào. Áp cái đó vô đây được không? Như vậy ông ta hỏi thì ông ta họ nói cho ông ta bất cứ cái gì
Rồi thấy có hợp lý không? Bất cứ cây gì và loại cây đó. Vậy là họ đã nói với ông ta bất cứ loại cây gì. Nhưng mà nếu mà dịch như thế thì còn cần gì đằng sau cái tăng nữa thầy? Không cần gì cái tăng nữa. Yeah. Họ đã nói cho ông ta bất cứ cái cây hay cái vỏ gì vân vân thì đã cần gì cái tăng nữa. Cái thuốc nào đó, thuốc nào hoặc là cái vỏ cây nào. Đúng như đây trường hợp này có lý không? Cái trường hợp mà đứng giữa này có lý không? Cũng không đúng. Không đúng mà. Rồi. Giờ cái này chắc chắn không đúng đúng không? À. Rồi. Còn cái nhìn trước là cũng không đúng đúng không? Hay là nhìn trước có gì đúng? Nhìn trước thì thấy là ví dụ như cái kinh phê da sẵn đó thầy. Do ông hỏi cái phương thuộc mà. Nhưng mà đấy là thuộc câu khác rồi. Nếu mà bỏ vô ông chậm. Ông hỏi phương thuốc, ông hỏi phương thuốc. Ông hỏi phương thuộc. Bây giờ mình bỏ vô chậm mà đi. Ông hỏi phương thuốc thì cái ở dưới cái phương thuốc nó quy ra cái này nè. Nó quy ra cái rút kháo ta cho điên rồi. Anh hình dung không chứ nó đâu phải là hai cái khác nhau, đâu phải là phương thuốc và lá cây là hai cái khác nhau. Phương thuốc làm gì, lá cây làm gì, đúng không? Cái trên là phương sạc thì dưới nó đã quy ra cái đốt kha ta cho đinh rồi thì nó đâu có nhu cầu nó chỉ đến cái phê sạc chân ở trên làm gì. Đúng rồi. Vậy là cái này cũng bí đúng không? Dạ. Yeah. Thì chỉ còn cái nào nhìn sâu, nhìn sâu, đúng rồi, nhìn sâu đó, nhìn sâu nó tính từ cho trúc kha tắc ô. Bỏ cây này bỏ cây khác là đúng rồi, bỏ cây này bỏ cây kia, cái này là hai câu đó thưa thầy. Hai con nào cô? Nó bỏ bớt cái động cái rút ca tắt chá. Nếu mà nó ở đằng sau thì nó chỉ có liên hệ với chữ rút ca tắt chá thôi. Liên hệ với cái vỏ cây thôi. Nhìn sao là nhìn cái gì mọi người nhớ thầy nói nhìn sao là mình nhìn gì? Nhìn cái câu sao á thầy. Nhìn mà cụ thể là nhìn cái gì? Nhìn cái từ phía sau, ngay phía sau nó. Vậy là cái này nó nhấn mạnh cho chữ tăng thôi. Nhìn từ gì? Từ qua. Từ qua sau nó. Không, cái nguyên tắc nhìn sau thì nói mọi người gì là cái này mọi người không nốt mà mọi người phải nốt cùng lại. Cấp, cùng tính cùng chia cấp với nó hả thầy? Không, cái đại từ quan hệ á, cái cách dùng của đại từ quan hệ á, chứ không phải là cái tính từ. Mọi người phải nốt lại nha, mọi người phải nốt lại cái chỗ này, cái này tôi nhớ này nói rất là nhiều lần, không dưới 10 lần. Sao là nhìn động từ? Nhìn sao là nhìn xem nó có đại từ nhân xưng chỉ định ngôi ba không để kết hợp với nó thành câu. Cái gì? Mày nhớ đang nói tới 10 lần, mọi người nốt kỹ cái này lại nha. Nốt kỹ lại, mọi người để riêng trong chỗ nào đó, thầy đảm bảo mọi người dở đi dở lại, coi thầy đảm bảo thời gian mọi người xử lý như cháo hết, mà chỗ này rào như cháo hết. Không có cái gì khó được. Tuy những chỗ đó là những chỗ mà nó rất là chắc chắn, hầu như 99,9%, rất là chắc chắn, nó chỉ trong vòng cái đó thôi, không có chạy đi đâu được. Nghe mọi người nốt kỹ lại.
Chị đây này tương quan rồi. Tương quan với cái chỗ nào? Nhân tăng đó thầy. Nhân tăng nào? Bỏ cây nào thì đi với bỏ cây đó. Không, chữ xô với sao á. Cô có thể là câu sao á. Xô tăng, nó ra đi to. Sao đi xa vậy? Chị tăng ở đằng sau không? Đâu? Cái này là qua công tác không? Vậy cô đọc sao? Mình nhớ là cái mình gọi là câu tương quan là thực chất nó mấy câu mọi người? Hai câu. Hai câu. Bỏ cây nào với bỏ cây đó. Rồi, nhưng mà câu. Đây thì, nhưng mà vì đây nó là có cái chữ từ qua ở giữa cho nên là không phải là thì khó hình dung là câu tương quan. Cái qua nó tạm thời mình bỏ đi, đâu qua là những cái từ phụ, nó hoàn toàn có thể là thêm vô để cho về dạ. Em thấy như cô Dung vậy, we all the qua đấy, mình cứ nghĩ nó là hai cái. Thầy hiểu cái đó, nhưng mà tức là đây mình thừa nhận nó là cái trường hợp mà nó khác thường, mọi người hình dung không? Nó khác thường khi mà mình giải quyết nó, mình xử lý nó, những cái mà mình có những cái mình ưu tiên là mình sẽ giữ cố định, mình tôn trọng, và những cái mà mình cho rằng cái đó là do cái tác giả này họ linh hoạt họ đưa thêm vô, mọi người hình dung không? Thì vấn đề là cái gì nhất định là cố định mình phải tôn trọng, và cái gì mình có thể hiểu nó là linh hoạt, mình không cần phải quá tôn trọng, vấn đề nằm chỗ đó. Vì cái gì mình tôn trọng? Nhân tâm. Cụ thể là gì? Cụ thể hơn nữa, xin lỗi, nói tổng quát hơn nữa là gì? Cái đại từ đó, mấy cái đại từ. Quan hệ đại từ xung. Chức năng ngữ pháp của cái từ đó. Cái chức năng ngữ pháp mà bữa trước giờ mình học đó, của cái từ đó. Cái cú pháp chính của cái câu đó. Mình tôn trọng, đúng không? Nhất định cái đó là bởi vì nó vững chắc. Còn những cái mà phụ từ, những cái mà thêm vô hoàn toàn có thể là linh hoạt. Những cái từ này nè, những cái từ qua này nè, nó đâu có nghĩa gì đâu mọi người. Mình nói nhiều về cái này là đúng không? Đây là những cái phụ từ. Nó chỉ dùng để nó đánh dấu, nó liệt kê, hoặc là đơn giản là nó để nó hài âm thôi. À, như nên mình hoàn toàn mình có thể đặt nó xuống thứ yếu, nó không có ảnh hưởng đến cái mà như vậy. Câu này là kết hợp luôn cả câu sau á, là họ đã nói về ông ấy thì cái và vợ cái gì thì ông sau khi mang cái loài đó về lấy sau khi lấy cái cây cái và vỏ cây đó về ông ta đã làm thuốc. Họ nói với ông ta cái loại vỏ cây gì thì sau khi lấy loại vỏ cây đó ông ta chế thuốc. Nhưng mà mọi người thấy, nhưng mà mọi chấm trên giữa thì nó dễ. Chấm thì kỳ lạ quá. Bỏ chấm ở chỗ chữ xô. Cái chấm phẩy này thầy nói nhiều đúng không? Cái chấm phẩy này là sao? Thầy nói nhiều, đúng không? Dạ. Cái bài trước mình có hẳn cái câu hỏi đó thầy đã nói rồi đúng không? Rồi khi mà thái độ, khi mình đọc cái đoạn kinh đối với cái dấu chấm phẩy như thế nào thầy nói nhiều rồi đúng không? Nhưng mà ở đây là vì nó là hai cái câu, nó có đủ động từ và nó cũng có thể tạm hiểu nghĩa được, cho nên là nó vẫn bị
vướng vào cái dấu chấm ấy. Phải dướng chữ văn đó cô, dướng chữ văn là mới biết là phải bỏ dấu chấm này đi mới kéo theo câu được. Thì đúng rồi, thầy vừa giảng rồi, nhưng mà thế là như Vũ vừa mới dịch, thầy vừa mới dịch cho là nó phải kéo theo cái câu sau là sô tăng a ha dít qua. Đúng rồi. Đúng không? Nên là những cái mà thầy nói trong các bài trước, những cái bài nâng cao học là tất cả nó đều áp dụng hết, mọi người phải nhớ áp dụng. Mọi người đừng chờ cái bài bản, mọi người phải áp dụng cái đó, chủ động áp dụng những cái đó. Linh hoạt chủ động áp dụng những cái đó. Nếu là đầu tiên mình cứ theo đúng bài bản mà ra thấy cái gì lạ lạ là bắt đầu phải linh hoạt, phải nhớ những cái đó để áp dụng vô. Nó thì như vậy ở đây phải là dấu gì? Dấu phẩy. Dấu phẩy. Phẩy là đơn giản, hoặc là dấu chấm phẩy. Câu cực kỳ dễ hiểu và cực kỳ sáng tỏ rõ nghĩa mà hoàn toàn hợp lý, nó đâu còn cái gì nữa đâu. Thì những người kia nói cái cây gì thì ông về ông lấy cái cây đó ông chế thuốc. Tình huống rất đơn giản dễ hiểu, đâu có gì đâu. Đúng không? Đâu có cái gì dễ hiểu đâu. Còn bây giờ mọi người nào thầy nói mọi người cố mọi người đọc cái văn qua tăng qua này thành cây gì cây ấy. Thì rồi làm sao? Thì rồi cuối cùng cũng là ổng sẽ lấy cái cây đó, đúng không? Mọi người đồng thành là họ chỉ cây này cây kia rồi thì cũng đi theo cái mạch tương quan đó, rồi ổng cũng về ổng lấy cái cây đó và ổng chế thuốc. Nó đâu có khác gì đâu, mọi người thấy nó không có đổi nghĩa gì hết trơn, vẫn là chuyện là mấy người kia chỉ cái gì ổng về ổng lấy đó. Nó không có khác gì, nếu mọi người cố bẻ cái này qua cái gì cái nó không khác một cái gì cả với cái tương quan nãy mình đọc, mà nó bị vấn đề là cái văn tăng này không thể nào đọc thành cái gì cái kia được, tại vì văn là đại từ quan hệ, nếu muốn thành cái gì cái kia nó phải là ê tăng tăng gì ê tăng, văn nó là đại từ quan hệ, nó đâu có thể nào mà nó đọc thành này nọ kia được. Nếu nó chỉ cái gì ở trên thì cũng không có chỉ cái gì ở trên được à. Nếu mình hiểu là họ chỉ cho ông ấy bất kỳ cái loại cây gì thì cũng không phải, cũng rất là kỳ. Tại ở dưới nó có chữ tăng rồi đó thưa thầy, sô tăng, cho nên nó có ngờ mà nó tăng nó nằm ở đây. À đúng rồi đấy, ở dưới nó lại có chữ tăng nữa, cho nên là tưởng là hai câu liên thế thì đây lại thường chữ tăng ở dưới này. Tăng này làm chức năng gì? Tăng này mình học luôn rồi. Tăng nằm trên đây làm chức năng gì? Nhấn mạnh thôi. Tăng này là nhấn mạnh, mình cũng học rồi. Mình đã gặp nhiều bài như vậy rồi. Nãy nói là nhấn mạnh mà nó ngồi ngược lại cái phần này. Tăng là nhấn mạnh chứ không phải văn nhấn mạnh, mọi người nhớ nha, đại từ quan hệ là không có nhấn mạnh. Yeah. Quan hệ là nó thực hiện chức năng, nó chỉ có đại từ nhân xưng chỉ định ngôi ba mới là nhấn mạnh. Ý là nhấn mạnh cho đại từ ngôi một nữa, mọi người nhớ so a hăng là chính ta. So là đại từ ngôi ba, a hăng là đại từ ngôi một, mà so là nhấn mạnh cho a hăng, so a hăng là chính ta. Đại từ nhân xưng chỉ định ngôi ba là nó có chức năng nhấn mạnh. Rồi tiếp đi. Thế câu hỏi tiếp. Như vậy thì ở đây cái yang thì nó là đại từ quan hệ, còn cái tăng ở giữa hai chữ qua thì nó là đại từ nhân xưng chỉ định trong cái câu tương quan, còn cái tăng ở sau chữ so thì nó nhấn mạnh cho rukha tachadin hơn thầy. Cái tăng ở trên mới nhấn mạnh thôi. Đó thưa thầy, ông lấy nó về mà, cái tăng đó là ông lấy nó về mà. Thì đúng rồi, cái tăng sau cái chữ xô mới là nhấn mạnh đúng không? Còn cái tăng trên kia thì mới làm nhiệm vụ trong câu tương quan. Theo thầy nói á, theo mình nó nghĩ là chữ văn ở trên á, biết chữ tăng ở sau chữ xô á là cái đó là cặp tương quan.
Chứ còn cái tăng ở trên. Thầy nói nó nhấn mạnh cho chữ văn. Giống như so a hăng á. Em thưa thầy, đúng rồi, đại từ quan hệ. Nó là chỉ định, nó nhấn mạnh cho quan hệ. Đại từ quan hệ. Bây giờ cái tăng này mà là tương quan thì cái động từ đi với cái tăng là cái nào cô? Anh Vũ giải ra cái câu tương quan đó, anh Vũ đọc lại cái câu tương quan đi. À đúng rồi, tôi nhìn ra rồi. Cảm ơn. Cái câu dưới, cái tăng ở dưới mới là tương quan. Nó rất là dễ hiểu. Họ nói những loại cây nào thì ông ta lấy loại cây đó, đúng không? Loại cây đó là đại từ nhân xưng chỉ định, vậy lấy loại cây đó là tăng, nhưng mà tăng chỗ này a đi to là lấy đâu, như lấy loại cây đó thì nó là tăng này. Vâng. Rồi tiếp đi anh Vũ. Dạ rồi. Tathā tathā karon tatsewa tasaro balawa ahosi tatha karon tas là ở đây là tat karon tat là vị trí sở hữu cách độc lập, là mặc dù ông ấy làm như vậy, như cái sở hữu cách độc lập trong bài này là mặc dù, đúng là mặc dù ông ấy đã làm tatha là như vậy, tức là theo cách bày của thầy thuộc. Tasarogo là bình của người con trai. Balawa Ahosi đã trở nặng. Brahmano Tasa Dubala Fawang Natoa Ekang Wechang Pakosi là người Balamon Brahmano. Sau khi nhận thấy tình trạng sức khỏe kém của cậu ấy, nhà to là nhận thấy, đúc ba là phà hoàng là tình trạng sức khỏe kém, ta sao là của cậu ấy, đã gọi bác cô sĩ Ekan Quê Trăng là một người thầy thuộc, đã gọi một vị thầy thuộc. So tăng olo ketoa amha kang ekang kichang athi là vị thầy thuộc nhìn thấy, gặp thấy ông ấy, nhìn thấy ông ấy nói rằng có một phần sự phải làm của chúng tôi. Am ha càng e càng kịp. Chúng tôi có việc. Thì chúng tôi có việc phải là một việc phải làm, phần phải làm. Rồi, có việc làm hoặc là có việc phải làm hoặc là phận sự là đủ rồi, có phận sự phải làm. Chúng tôi có phần sự phải làm. Không, một là phần sự, hai là việc phải làm. Chúng tôi có phần sự. Rồi, anh nhân quê dân bác cô sĩ tòa tí kích trà bề hí quát quà quát tòa ní khả mỹ. Ông gọi một thầy thuộc khác, rồi hãy cho ông ta chữa trị. Anh nhân bảo anh ta chữa trị. Bảo anh ta chữa trị. Quát tòa Nikami. Nikami rồi ra đi. Quát tòa là nói. Sau khi nói như vậy. Sau khi nói như vậy rồi ra đi.
ở cái câu trên so là nó đại diện cho cái gì ạ? À, so là đại diện cho thầy thuốc luôn. So là về răng mà cô. Về về răng, về răng. Về răng. Tăng tăng thì nó là cái gì? Nó đại diện. Tăng là 35 mon. Tăng là vì 35 mon. Oloketo là nhìn thấy. Tức là vị thầy thuốc nhìn thấy ông ta, ông Ba La Môn. Cái đó là động từ truyền động ha thưa thầy? Đúng rồi, thầy cho rồi. Phải nhờ, phải bảo ông ta, phải nhờ ông ta. Cái cha bê tỷ là động từ cho khiển xui trợ tỷ. Tức là động từ truyền động. Nhưng mà nó chia này là bê hí, tức là cái kiện sai khiến cắt. Dạ đúng rồi. Thì thầy, thầy bảo ông ấy chữa tí. Vì thầy thuộc nhìn thấy ông ấy và nói rằng chúng tôi có phần sự tìm hãy gọi một thầy thuốc khác rồi bảo ông ta chữa trị rồi ra đi đi khám ý. Là trong học kép đây là cái ý nghĩ của ông hay là cái lời nói của ông thầy thuốc đối với cái ông Bà La Môn này đúng không? Ông nói xong rồi ông ra đi đúng không? Dạ, xong trong học kép chính là của ông thầy thuộc bó tay rồi á, ông bó tay ông chẳng chữa được mới đi đó. Để ông nhìn cái này mà này phải nhìn cái này cái câu, cả cái câu trong hoặc kẹp này nó là cái câu nói của từ quát to đấy. Đúng rồi. Dạ tiếp rồi. Brahma mano tassa marana samayang natta là người Bà La Môn biết cái thời điểm cái chết của người con trai marana samayang là cái thời điểm thời điểm của cái chết đúng thầy của cậu con trai và nghĩ rằng imasa dasa nathaya agata gata antogehe sape sapa te yang pasi sang ti dùng từ hay. Là những người đến và đi là aga ta gata đối với mục đích thăm thú này imasa dasang athaya pasi sang tí sẽ nhìn thấy sapateyang là tài sản trong nhà antoge ở trong là đối với mục đích thăm thăm nom á. Imasa nó chỉ cái gì? Là imasa là cái đại từ này là giống như asa. Giống như không nó là đến mà nhìn á để đến mà nhìn này á, này cái việc này á. Dasa Athaya này imasa chính là bộ nghĩa cho Dasa Athaya này. Không, không phải. Imasa là tính gì? Imasa sở hữu cách ạ. Tính gì? Tính nha. Imasa là imasa nó là dạ thầy, dạ thưa thầy nắm tỉnh này,
đúng không? Dạ, cái A giá là nam tính mình đã chia là A giá ta. A giả. A giá thường nó chia của bên chỗ nữ tính. Không, Atha là mục đích mà nội bộ nghĩa cho Atha. Không, đúng đúng rồi, nhưng mà cái mục đích nếu mà nam tính thì nó đâu có đuôi A giá đâu. Đối với đối với mà. Đó là dạng bộ cách mà. Tất cả là trung tánh. Đó là dạng bộ cách mà. Cho nên nó là trung tánh, mà trung tánh là có. Đó là dạng bộ cách đó. Anh Khả. Em biết là dáng bộ cách, nhưng mà nếu là nam tánh thì cùng bằng cùng là cùng á xã là cùng dạng bộ cách đó. Đúng rồi, nó là nam tính đó. Nhưng mà sao khá là như nhau. Ở dạng bộ cách hoặc là sở hữu cách. Đúng rồi. Nó là mục đích, nó cùng cách với chữ áp hà giá đó. Dạ. Yeah. Nó là tính từ của nó mà. Không phải cô. Sao... dạng bộ cách. Chỉ mục đích. Ý dụng của cách chỉ mục đích. Đúng. Hay là cái này là có nghĩa là những người mà chữa bệnh họ tới họ gặp, đúng thầy? Tức là những người mà những người, tức là những người đến và đi này á, tức là Agata, Agata này. Những người đi thăm này. Hay là những... thầy chưa nói cái chỗ đó mà người tập giải quyết đúng cái vấn đề á. Thầy đang, nãy giờ mình đang nói vấn đề chữ nào? Chữ nào? Vậy rốt cùng thứ nhất là Imasa là tính gì? Nó chỉ Imasa là nam tính. Dạ, nam tính. Rồi nó chỉ cái gì? Nó chỉ cho thằng, nó chỉ cho cái cậu Uto này. Chỉ với cậu Uto, còn các khánh, cái Athaya đây là đuôi của dáng bộ cách nam tính hoặc trung tính nha em. Em coi lại cái bảng của dáng dáng bộ cách, cái bảng nam tính. Nam tính với trung tính luôn, nó có cái đuôi này. Ngoài cái đuôi ác xá nó có cái đuôi a giá này, em coi kỹ lại. Dạ dạ. Và đặc biệt là cái đuôi này á, là cái đuôi này á, khi mà cái đuôi này xuất hiện dáng bộ cách. Dáng bộ cách nam tính nha, chỉ nói nam tính thôi. Danh từ nam tính mà cái đuôi này á, tôi ai giá này mà xuất hiện là 80% là nó chỉ mục đích, đó là dán bộ cách chỉ mục đích. Yeah. Đối với nam tính rồi. 80% nó chỉ mục đích, nó không có chỉ dán bộ cách thụ hưởng hay là gì. Rồi giải tiếp đi. Dạ. Yeah. Dịch tiếp với thầy. Đúng rồi, tiếp em. Dạ. Dịch lại câu này, tức là có phải là những người mà đến ông này, ông sợ là những người đến thăm, người đến thăm với mục đích đến thăm của cái cậu con trai này thì sẽ nhìn thấy tài sản trong nhà, đúng không? Dạ. Dịch tiếp cái câu đó, em dịch cho trọn cái câu đó chứ không phải là đi qua câu mới. À. Câu đó mình chưa xong mà, câu đó chưa xong mà. Là những người đến và đi. Agata, Agata. Là chủ cách. Dạ. Đối với mục, đối với mục đích thăm nom. À... thăm nom nó, thăm nom nó, thăm nom cái cậu con ấy, cậu con trai. Dạ, thăm nom Dasa Athaya. Đâu, thăm nom là cái nào? Thăm Datsan Athaya thầy. Datsan Athaya là gì? Datsan Athaya là thấy. Đúng rồi, Datsan Athaya là thấy. Dạ, gặp gỡ. Gặp gỡ. Thấy đứa con. Thấy đứa con. Nhìn đứa con á. Thăm đứa con. Để mục đích thấy. Rồi đây là thấy thôi, không phải thăm. Mình phải bám sát là thấy thôi. Người ta tò mò, người ta cũng thấy thôi. Người ta đâu có thăm gì. Mình dịch là mục đích là để thấy
Thâm thì tất nhiên là thấy, nhưng mà thấy thì chưa chắc là thâm. Dasana. Thế khi tôi chỉ tò mò tôi đến tôi xem thôi. Mục đích để thấy hả thầy? Mục đích thấy. Để thấy. Để thấy. Để thấy. Thấy nó. Thấy thấy nó. Để nhìn nó, để nhìn đi con á, để nhìn nó. Thấy nó. Thấy đứa con á. Dạ, đối với những người đến và đi, đối với mục đích để thấy thầy nó sẽ nhìn thấy Pasi Santi tài sản Sapateyang ở trong nhà Antogehe. Thầy thú không thấy đó, không biết đủ đi về. Dạ. Dịch qua câu tiếp đi các thầy. Thấy gì? Thấy tài sản ở trong nhà. Tài sản nhà. Rồi tiếp đi anh. Dạ. Tasma nang bahi karisami ti puttang. Ngang đoạn này. Do đó tasma ta sẽ thực hiện karisami cái điều nào điều đó. Năng bài hỷ ở bên ngoài. Put tăng đi. Ta sẽ mang nó ra ngoài chứ. Ta sẽ mang nó ra ngoài. Cho đó ta sẽ làm hay là ta sẽ mang nó ra ngoài. Cari Sami thực hiện điều này là cho cái việc thẩm thụ ở bên ngoài nè. Về thầy ở bên ngoài á. Ta chưa nói chi mang hết mà cô mang ở dưới này mà. Do đó ta sẽ làm điều này ở bên ngoài. Điều này là điều gì? Tăng năng nữa là năng với tăng nữa là điều nào? Năng cái imasa dasana imasa dasana athaya imasa dasana là kỹ năng đều ở trong cái ngoặc đó. Con năng ở đây là chỉ người con đó anh. Năng là chỉ người con đấy nhỉ, bộ nghĩ như thế. Nếu mà vậy là phải đem nó ra ngoài chứ, dịch là đem nó ra ngoài thì đấy ông. Thì đây đầu tiên ông nghĩ như thế, sau dưới là câu sau ông đã đẩy nó ra ngoài chứ. Ra ngoài chứ, thằng sao mà như vậy là phải có cái từ Niharitoa ở trên, nếu mà dùng thì dùng Niharitoa thì cũng được. Như Karisami ở đây nó là công đức gì? Sẽ. Tương lai. Tương lai thì tương lai. Tương lai rồi, nhưng mà nó là công đức gì? Năng bao hí Karisami là công đức gì? Chỉ có cách kém. Ta làm cho nó ở bên ngoài. Ngoài. Cách nó diễn đạt trừu tượng thôi. Ta làm cho nó ở bên ngoài. Cái cà rô tí á, nó có nghĩa giống như tương đương như đu tiếng Anh. Cái đu tiếng Anh cũng rất là rộng, nên mọi người phải cẩn thận cái đó chứ mình. Dạ. Cái động từ đu tiếng Anh cũng nghĩa rất là rộng. Đu là rất rộng. Đu với mắt là rất rộng. Ở cái mắt đó, chính xác hơn là cái mắt. Mắt đó là rất là rộng. Dạ, mắt. Cái đu. Mắt đó không phải chỉ là làm, là chế tạo không, là thực hiện không. Tự nhiên hát mi mắt mi feel tired là anh ta làm tôi thấy mệt. Thì mắt đó không phải là làm, là chế tạo. Cái nó cái nghĩa là cái nghĩa là tinh thần, là cái thái độ của anh ta, cái cách cư xử của anh ta là mình thấy mệt. Mắt mi feel tired. Thì cái động từ cá đô tí của Bali nó cũng giống như vậy, nên cái nghĩa nó rất rộng.
Nhưng mà gì là làm là chế tạo không, mọi người coi kỹ trong từ điển đó. Rồi tiếp đi anh. Dạ. Thế này ở đây thì có phải nếu mà chính xác thì cái động, cái từ năng ấy là nó thay cho chữ đá xăng rồi. Thay cho từ nào cô? Thay cho cái từ đá xăng ấy, đá xăng ở trên ấy, câu trên ấy. Tức là ông ấy đã thực hiện cái việc cho người ta thấy ở bên ngoài thôi. Đây không phải là đá xăng, đây là đá xăng á. Đá xăng á. Không phải đá xăng nha, mọi người coi kỹ là đây là đá xăng á. À đá xăng á. Đi thấy. Đây là năng, đây là nó chỉ cái người con trai đây nè, cái bút tăng đây nè. Đấy. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là tầng năng ấy là chỉ cho người con trai, nhưng mà thấy mọi người bảo là nó chỉ cho cả cái ghế ở trên. Nó chỉ vô cái người con trai. Còn cái mà cái nguyên tắc tại sao thì mọi người cứ nhớ là cái gì mà cái mình giải ra cái gì mà nó càng cụ thể, nó càng đơn giản là cái đó cái khả năng đúng là lớn nhất. Đúng không? Cái năng này nó chỉ cho cái bút tăng, với cái năng này nó chỉ cho mình thấy, mọi người thấy cái nào nó cụ thể hơn, cái nào nó trừu tượng hơn. Bút tăng nó cùng đuôi của nó, nó là trực bộ cách hết. Chỉ năng tăng đó là cùng thấp. Cái đó không quan trọng, cái này nó nằm ở đây mà, không cần cái cùng cấp là đương nhiên nó phải cùng cấp rồi. Mà chỉ con trai đúng hơn thầy ơi. Chỉ con trai thì đúng hơn, nhưng mà lúc đó thì cái động từ karasi, karisami thì mình phải dịch là không thể là làm. Như vậy là mang đem cậu con trai ra bên ngoài, đem đứa con trai ra ngoài, rồi đem nó ra ngoài, làm cho cậu con trai ở bên ngoài, đó là cái nghĩa trừu tượng. Mọi người hình dung được cái công đức đó là cái công đức trừu tượng. Yeah. Nó diễn đạt trừu tượng giống như lần trước mình học, nó làm cho các tài sản đó tăng lên, tức là phát triển tài sản. Đây là cái biểu đạt trừu tượng, mình phải hiểu nó như vậy, là cái cách biểu đạt trừu tượng làm cho người con trai ở bên ngoài. Làm cho người con trai ở bên ngoài. Đó là cái nghĩa gốc, cái nghĩa thô, còn bây giờ mình dịch đem thì cũng được, nhưng mà phải hiểu cái gốc của nó là như vậy, chứ không phải là cà rô tí nó không chỉ là đem, không phải cà rô tí nó không chỉ là đem. Rồi tiếp đi anh. Dạ. Bút tăng ni hà rít tòa bà hí à linh đề níp bá chà bê sĩ. Ông ta đưa cậu con trai ra bên ngoài. Bút tăng na ni hà rít tòa bà hí. Rồi để cậu ta nằm xuống níp bá chà bê sĩ trên thềm Alinde. Tasmin kalaka kate brahmano tasa sarirang japetoa, là sau khi cậu ta đã chết tasmin kalaka kate, người Bà La Môn Brahmano, người Bà La Môn thiếu xác của cậu ấy, cha Pet Toa thiếu Sari rằng xác của cậu ấy tách xa, để quát sĩ cần
À là hà năng. Dạ, thưa cô, chị cô. Để quá xí cần à là hà năng găng tòa. Là mỗi ngày đi đến. Để quá xí cần là mỗi ngày ông ta đi đến nghĩa địa Alahanang. Alahanang là khóc. Rồi khóc. Khóc rằng rồi than khóc. Rồi đi. Kahang Ekaputtaka. Kahang Ekaputtaka. Đứa con trai một nhỏ đâu rồi? Đứa con trai một nhỏ đâu rồi? Cha đọc nhất đi. Cha đọc nhất bé nhỏ đâu rồi? Ở đâu? Cha đọc nhất. À, một. Dạ, đọc nhất vì một. Nghĩ nhậu một khúc. Đứa con trai nhỏ đọc nhất hay đứa con trai... À, cái tos là khá tê á. Bổ dịch là gì? Là sau khi cậu ta chết. Đấy là vị trí cách tuyệt đối. Tasmin Kalakate. Khi cậu ta chết. Đến lúc cậu ta chết rồi. Khi cậu ta chết. Dạ. Khi nó chết. Khi nó chết. Cái từ Kalakate nó là Kalankaroti. Đến lúc cậu ta chết. Hả? Kalankaroti nó có vị trí. Kata là quá khứ phân từ của karoti. Là vị trí cách không? Vị trí cách của nó là kate. Đúng rồi. Tasmin là vị trí cách. Takala là kalang karonti là chết. Thì tới thời hay chết đó. Đây, đây nó ghép vô thành kala kata đó. Thì vị trí cách tuyệt đối là kala kate. Cộng với Tasmin. Thì sau khi cậu ta chết. À chết. À sau khi chết. Dạ sau chết. Dạ sau khi sau khi cậu ta chết. Chết. Dạ, cái kala kate ở đây nó là từ ghép nha, chứ không phải là âm của cá lăng với lại cái tê, ở đây là từ ghép. Dạ. Khi cậu ta chết. Sau khi cậu người Ba La Môn thiếu xác của cậu ấy. Cho thiếu xác hay là thiếu? Dạ thiếu xác. Thiếu thế nữa. Chứ không phải là động từ truyền động. Dạ. Tự thiêu luôn. Cho. Dạ hả bé tòa mà động từ bất biến mà cô. Dạ. Động cho thiêu sạc. Cho thiêu sạc. Sao người Ba La Môn thiêu sạc của cậu ấy. Sari răng sạc. Mỗi ngày rồi mỗi ngày đi đến nghĩa địa. Qua si cần Alahanang găng tòa. Rồi than khóc rằng rồi đi. Đứa con trai độc nhất nhỏ của tôi à, đứa con trai độc nhất nhỏ đâu rồi? Ca hằng. Dạ xong rồi thầy. Đứa con trai nhỏ bé duy nhất đâu rồi? Dạ, đứa con trai nhỏ bé duy nhất đâu rồi? Lặp lại thôi. Hai lần. Mọi người còn thắc mắc gì không ạ? À? Trước khi mà qua cái đoạn trong. À, vậy mình sang đoạn kinh 7 ha, đoạn kinh cao. Ê quang bê sư băng, ê căng sá mây dành phá cá hoa. Sa quát thí dành quý hà ra tí. Ê tá quá nề, á nà thá bình đi cách xá, à ra mê. Tá cá khô phá cá hoa, phức khù á măng tê sĩ.
Khao vô tí. Bà nàn tê tí tê phích khu bà gà vô tù bạc nha sô sô. Bà gà vô hê tà đá vô chá. Hù tá búc bằng phích khao vê. Anh nhát tà ra. Tà quá tình xá kà dí kà đê quá tà. Nàn đá nê quá nê. Ác chá ra sẵn khá bà rí vô tà. Điếp bề hí. Bành chá hí. Cầm má vũ nề hí. Sa má bí tà. Sa măng ghi phụ tà. Bà rí. Chà rí giá mà nà. Là dặn quê là dặn ý măng gà thằng á phà xí. Ná tê xu khăn bá chà nằm tí. Dê ná bá sàn tí nằm đá năng. A hoa sàn ná rá đê hoa năng. Tí đá sà năng dắt xá xí nằm tí. Quang vút tê phía các quê. Ăn nhá tá ra đê quá tà tăng đê quá tăng. Gà thà giá bắt chá phà xí. Ná tăng bà lê bá chá nà xí. Giá thà á rá há tăng quá chô. Á nít chà sắp bá sẵn khá ra. Úp bà đá quá giá thầm mi nô. Úp bá chí tòa ní rú chành tí. Đê sẵn vù bá sá mô xúc hồ tí. Rồi, mời giải cái đoạn này. Thầy dịch đoạn này thầy, thưa thầy ha. Nhớ dịch và giải mấy câu hỏi ở dưới nha. Câu hỏi ở dưới. Dịch đoạn này, chút xíu ở trên trước là dịch câu hỏi dưới này nha. Evan Mesu Tăng, cả kính thưa sư, thưa cả lớp. Đoạn kinh số 7, bài 12.2. Kinh chú giải Evan Mesutan à, điều này đã được nghe bởi tôi như vậy. Khansamayang Bhagava, một thời Đức Thế Tôn trú tại Savatthi. Ở Chitawana, trong vườn Anathapinika, tại đó có cha Đức Thế Tôn đã cho gọi các tỳ khưu. Pikkavoti, này các tỳ khưu. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn: dạ thưa ngài Padante,
Tathagata Etada Vochat. Đức Thế Tôn đã nói điều này rằng, điều này mới là văn. Buddha Bằng Bhikkhave này các tỷ kheo, trước đây Anyatara Tavatinsa Kajika Devata, trước đây một vị trời nào đó trong chúng thuộc, một vị trời nào đó thuộc chúng thiên cõi 33 trong, ở trong vườn được vây quanh bởi nhóm thiên nữ trong vườn Nanda, Nanda Ne Vane, đó là vị trí Achara Sangha. Pariputta là quá khứ phân từ, Pariputta là được vây quanh bởi nhóm thiên nữ. Rồi cái vị đó tiếp tục có cái đặc tính là Samangiputta, là có đủ, vị ấy có đủ năm loại tâm má bí ta nữa nè cô. Tâm má bí ta nữa là gì? Tâm má bí ta sở hữu, có sở hữu, có đầy, có sở hữu đầy đủ. Samapita cũng là có, Samagi cũng là có. Thầy hôm bữa như thầy nói đó, đó là loại lập thường. Rồi thì mình cứ lập thường, lập thường mình cũng lập thường, mình mới tìm thường khác. Yeah. Thì ấy đã có được đủ năm loại dục lạc cõi trời. Lepite chăng băng cha hí kama kune hí, dục lạc năm cõi trời, năm loại dục lạc cõi trời. Thì cái Anyatara Devata đó thưa thầy, đó là chủ cấp. Còn cái Samangiputta, Samapitta nè, Samangiputta nè, với Pariputta, mấy cái đó là tính từ của cái vị trời đó, Devata là có được cái tên này. Đó là quá khứ phân từ. Vị ấy đang vui thú vì có được, vì đã có được năm loại dục lạc cõi trời. Đi xuống cái tầng Pari, đây coi kỹ lại. Pari, Chari, Yamana, đi coi kỹ lại. Đó là hiện tại phân từ. À, hiện tại phân từ. Vị đó đang vui thú. À, đang vui thú. Đã có được là Samapitta, Samangiputta đó thầy. Đã có được, có được cái gì? Có được băng cha hí cha khama vũ nê hí với năm loại dục lạc. Rồi cái đó xong rồi, cái đó cô xong rồi, bây giờ cái bari cha rí gia giá mana đây nè. Trong khi đang vui thú, trong khi đang vui thú tại thời điểm ấy đã thốt lên bài kệ này. Trong khi đang vui thú, vị ấy đã thốt lên bài kệ này vào rồi. Thời điểm ấy rồi.
Giờ bài kệ nằm trong. Tới đây dừng được. Rồi. Bây giờ trả lời câu hỏi 1 được rồi. Bản kinh câu chú giải cho biết vì sao khu vườn đó tên là Nanda Ná. Nanda Ná. Vì khi mà bước vào muốn biết cái câu này phải nhìn cái chú giải câu số 1. Nanda Ne Vaneti. Ở đây Ekha Tăng Vá Năng Abithê. Khi đã bước vào khu vườn đó, Tăng Vá Năng Abithê, khi đã được bước vào khu vườn đó, thì những cái người mà đã được bước vào đó đó thì sẽ được khiến cho vui thích. Cái Nanda giá tí đó thưa thầy, nó là động từ nam đê tí. Chữ E nó biến thành chữ A giá. Đúng rồi, nó có nghĩa là gì? Khiến cho vui thích, làm cho vui thích. Cái khu vườn nó làm cho họ vui thích. Tô xê tí tí là làm cho họ hài lòng. Với những sự vui thú, với sự vui thú đó Nanda Năng. Nanda Năng đây là cách gì mà với sự vui thú? Là trung tánh cho nó là hài lòng với sự vui thích là trực bộ cách đó này. Trực bộ cách thì động từ nó là gì? Hài lòng với những sự với sự vui thú. Hài lòng với sự vui thú. Hài lòng với sự vui thú. Làm cho vui. Làm cho vui thú với sự. Cô sẽ tí là làm hài lòng. Nanda giác vui thích. Hài lòng với cái gì? Làm hài lòng với cái sự vui thích, vui thú ở trong cái khu vườn đó. Là cô đó, cô dựa vô đó. Con đường nếu mà nói là làm hài lòng ai với cái gì đó, là với cái gì đó diễn tả bằng cách gì? Nó là ý niệm của gì mọi người? Ý niệm của cách gì? Tôi làm hài lòng anh ta bằng món quà. Cách gì? Cách gì cô? Tôi làm hài lòng anh ta với món quà. Tôi làm hài lòng anh ta bằng món quà. Tôi mua chuộc ông ta bằng số tiền này. Thì bằng số tiền này bằng món quà là cách gì? Bằng là gọi là dùng cuộc cách. Dùng cuộc cách. Bởi sự vui thú. Vậy nói như cô đây, nếu mà làm hài lòng với sự vui thú thì với sự vui thú là cách gì? Dùng cuộc cách hả? Mà này không có cuộc cách. Đúng không? Chứ trước giờ mình có học cái trực bổ cách nào mà mình dịch vậy được không? Bây giờ thầy nói nè, gạch gia mí đúng không? Là con đi đúng không? Gạch gia mí bút thăng mình đọc là gì? Mình đọc là con đi với Đức Phật. Hay là con đi với Đức Phật? Con đi tới Đức Phật. Con nó rành rành đó, sao mà trực bổ cách dịch thành là với đó?
Nếu vậy là cái câu này là mình phải dịch khác đi rồi. Trước giờ mình là sai hết à? Đúng không? Khi mà đã bước vào, đã được bước vào ngôi cái vườn đó thì... Ở đây là ai bước vào? Đây là ai bước vào và chủ từ của đời người ta. Vậy ba bức thơ đây nó là công thức gì? Câu bị đọc. Vị trí cách mà đối khi người ta bước vào. Đúng rồi. Vị trí cách tuyệt đối mà. Vị trí cách tuyệt đối mà. Rồi cái năm đó thì vị trí cách tuyệt đối nhưng mà vẫn phải có cái người làm cái này, nhớ không? Cái câu thứ vị cách tuyệt đối. Quan năng. Nhớ cấu trúc vị trí cách tuyệt đối nó phải có hai thành phần chính là gì mọi người? Thành phần chính là gì? Là phân từ quá khứ và danh từ. Quá khứ phân từ, một phải phân từ cũng chia ở vị trí cách. Rồi gì nữa? Một danh từ chia ở vị trí cách. Đúng không? Thì cái danh từ đó có thể dạng lược đi nhưng mà nó vẫn phải có. Yeah. Thì chủ từ của năm đá gia tí đây là ai? Người ta. Không, chủ từ của động từ năm đá gia tí đây nè. Quan năng. Đúng, chủ từ của tôi sẽ tí là ai? Là tăng quan năng. Đúng. Ngôi rừng ấy, cái cánh rừng ấy, ngôi rừng ấy làm cho người ta vui thích. Đúng, đúng vậy. Vậy thì cái năng đá năng này sao mọi người? Chủ cách. Cái năng đá năng này. Đó là chủ cách này. Đúng, chủ cách chỉ gì anh? Chỉ liên hệ. Chủ cách liên hệ. Cái chập bộ cách kép hả? Bộ kép đâu? Khi mà họ bước vào cái ngôi vườn đó thì cái sự vui thú đó sẽ làm cho họ vui thích, khiến cho họ vui thích. Còn cái tăng quan năng này là đã trực bộ cách cho ba quý thế, anh nói là tốc tư cho ba quý thế. Cái tăng quá năng là trực bổ cách cho ba thiết thê. Cái ngôi đường đó, lúc khi bước vào, khi đã bước vào đường đó, thì người ta, những người mà bước vào đó đó, thì cái sự vui thú đó khiến cho họ vui và hài lòng. Đây là chủ từ của năng đó với tí lại. Là năng đa năng thầy. Rồi, tôi sẽ tí lại. Là năng đa năng luôn thầy. Đa năng sau đây nó có tí. Là. Nó là tích dừng ra thầy. Là. Năng đa năng thì nó chỉ là nội dung của cả một cái cụm để đúng thầy. Đúng rồi. Đứng riêng ra. Đây là nội dung. Đây là một cái tên đứng riêng ra khỏi cái câu này. Yeah. Nó là giống nội như dung. Năng đang quanh quanh tí bên kia vậy thì đây năng đa năng nó cũng đứng riêng ra. Nó nội dung của. Ý nói là cái năng đa năng là bởi vì cái ở trong này. Dạ. Nội dung của cả cái công luôn. Em đó. Không phải nội dung của cả cái cụm lực, cái cụm nó chú thích cho cái năng đa năng. Vậy là năng đa năng là tên, ôn năng đa năng là ở đây khi mà không có dịch năng đa năng là nó là cái tên đứng riêng. Nó không dịch luôn đâu không thầy. Thầy có chữ tí ở đằng sau đó thầy. Yeah. Dịch gọi là bởi vì là đơn giản là ghi là năm đá năng hai chấm. Nghĩa là đây là chú thích cho cái tên. Yeah.
Vậy là cái chỗ này không có dịch. Chỗ năng 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 là không có dịch cái gì ạ? Thấy nó nằm cái chữ tí. Không phải không dịch, cái ý của thầy không phải là không dịch, dịch hay không tùy mọi người, mà cái nam đa năng này nó không có tham gia vô cái câu gì, cái cấu trúc ngữ pháp con này không có chứa nam đa năng. Mọi người hiểu không? Dạ hiểu. Thế thì chỉ cần dịch là ở đây khi bước vào thì khu rừng nó làm cho người ta vui vẻ mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Do đó do đó khi người ta đã bước vào khu vườn đó có tên nhưng mà cái do đó khu rừng có tên này là cái nó ở trong mặt này nè. Dạ hiểu rồi. Chứ cái từ nam 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 cuối cùng nó không dịch nhỉ, nó không ở trong cái khủng đấy ạ. Là cái tên rồi. Nó là cái tên rồi. Cô hiểu ý thầy không? Thầy không phải thầy nói không dịch, dịch hay không là tùy mọi người, mà cái ý thầy muốn nói cái nam đa năng nó không có tham gia vô cái câu này. Cái câu tí này nè. Có hiểu ý thầy không? Tức là cái chỗ này người ta nó tắt ra là cái tên anh đa năng là bởi vì là có cái chuyện ở trong mặt này nè, trong cái câu mà ở trong mặt này đó là nó không có anh đa năng. Không hiểu cái ý thầy không, chứ không phải là không dịch cái dịch hay không, cái dịch cái câu này ra sao là cái trình bày từ ngữ nào là cái chuyện của mình, cái chuyện của mỗi người, chứ không phải nói là cái này không dịch, mà là cái ý là cái trong mặt này nó chú thích cho cái tên nam đa năng. Nam đa năng ở đây là chủ cách chỉ cái tên, chứ không phải là làm chủ từ. À, vâng. Nói tóm lại là không cần dịch, cái đó là hiểu nghĩa là nó giải thích cho cái đó thôi. Đúng, hiểu nghĩa vậy, thích hiểu vậy mới đúng, chứ không phải là nói là không dịch mà. Cái thầy ở trong này có hai từ ba quy thể. Chào hỏi nè. Thì ba quy thể. Ừ. Một là nằm trước một từ, hai là nằm sau một từ, hai nữa là nhấn mạnh được phải không? À, không thưa thầy. Từ ba quy thể đầu tiên có phải là nó là vị trí cách rồi của động từ ba quy thể. Cái từ thứ hai ba quy thể ở đây nó là những người đi vào, tức là nó trực bộ cách cho Nandayati và Toshiti được không thầy? Tức là nó làm cho những người đi vào vui, vui thích đó. Làm cho người đi vào vui thích rồi cái đầu sao anh, cái bài bút thê đầu là cái gì? Bút thê chính là vị trí cách, nghĩa là sau khi đã đi vào. Còn cái từ... Dạ, còn cái từ ba quy thể thứ hai này nó là làm chức năng danh từ mà trực bộ cách là số nhiều là ba quy thể là những người đi vào được không thầy? Tức là nó làm cho những người đi vào vui thích đó. Nên nó trực bộ cách cho Nanda Gia Tí này nè. Cái này đâu phải là vị trí đâu. Cái từ đầu tiên là vị trí cách, còn cái từ thứ hai là chánh từ hiểu ý của anh, nhưng mà cái từ đầu tiên là ba quy thể, đây là xuất tinh xuất nhiệm. À. Những người mà khi đã được bước vào. À vậy thì người anh nên hiểu ý thầy chứ nó bị. Dạ em hiểu. Như vậy là nó nếu mà xuôi như vậy xuôi nhiều thì nó bắt buộc nó phải ba quy thể xuống đúng rồi.
Vết thê đây nó là vị trí cách xuất. Yeah. Nhấn hai lần để nó nhấn mạnh, tức là mỗi lần bước vào. Yeah. Mỗi lần bước vào hoặc là lần này bước vào cho đến lần kia bước vào, là hết yeah. lần này đến lần khác. Dạ dạ dạ. Mỗi lần bước vào nghĩa là như vậy. Dạ yeah, dạ. Yeah. Mỗi lần bước vào thì khu vườn làm cho vui thú. Dạ. Yeah. Và hết lần này đến lần kia bước vào khu vườn đều làm cho vui thú. Còn cái chủ cách đây mọi người nhớ, một trong những cái chức năng của chủ cách là nó chỉ cái tên. Tất cả những cái tên bài kinh của mình nó đều ở chủ cách hết. Mọi người cứ coi ở trong đi tổ bà đi đờ, mọi người sẽ thấy. Tức là khi nó làm cái tên thì nó không có chức năng gì cả, nó không có chức năng ngữ pháp gì cả, nó không có làm chủ từ cho động từ nào hết, nó chỉ là một cái tên vậy thôi, cái tên đứng chơi vơ thôi. Thì là chức năng của chủ cách. À. Như vậy cái tên nó sẽ có hai dạng, một dạng là người ta lấy nguyên mẫu, ví dụ nói ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất đó, thì là đang nói theo nguyên mẫu. À. Mà có thể nói là ngài Sariputta cũng được, mà nói theo chủ cách, tại vì chủ cách nó vẫn có thể làm tên được. À, rồi. Rồi, cho nên nó tên là khu vườn Nanh Đá Ná, là khu vườn vui thú đúng không? Là cái tên của nó. Rồi. Rồi, cô đọc giải tiếp đi, cô giải tiếp cái đoạn kinh đi. Giải tiếp cái đoạn kinh. Rồi cái đoạn ở trong cái ngoặc. Những người không biết rõ. Những người không biết rõ cái lạc. Nhưng mà cái này chữ T với chữ D thì vô dịch cái D làm sao thầy? Để nó cặp tương xứng cái tương đó thầy ha. Yeah. Những người nào? Mọi người cho hỏi có cái gì ồn thế ạ? Dạ, tiếng gọi sủa ở đâu? Những người nào không biết rõ sự cái là cái vui thú đó. Rồi không biết được cái ngôi nhà của vị trời là Avasan Naradevanan, của vị trời, của các vị trời 33 nổi tiếng Tidasana. Đâu có chỗ nào ba ba một cú Tidasana. Yes. 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 Okay. Cô Nghĩa mở cái mute lại đi. Cô Nghĩa cái tiếng ồn của bên cô đó, cô mở cái mute lại. Cô unmute đi cô. Thầy mới mute cô thử đó, để nghe thử cái tiếng ồn bên ai. Cô mute lại đi. Rồi. Anh mở cửa nóng. Thưa thầy, cái chữ gì ná Bát Sanh Tí Nam Đá Năng là những người nào không thấy được cái sự vui thú, không thấy được ngôi nhà của các vị trời 33 nổi tiếng, danh tiếng. Avasan là ngôi nhà đó thầy. Nó ra đi là của các vị trời. Avasan là cấp gì? Avasan là sở hữu cấp thôi. Avasan là cấp gì? Avasan là trực bộ cấp, còn Avasan Nara Avasan là sở hữu cấp. Nó ra Avasan chứ sao Avasan? Avasan Avasan á thầy.
Còn ti tra sa năng là tính từ, là cũng là sở hữu cách bổ nghĩa cho đê bá năng này thầy. Gia vát si năng cũng vậy. Gia vát si năng là cách gì? Gia vát si năng là sự bình quang, sự bình quang của các vị trời. Đó là trực bộ cách thầy. Trực bộ cách bổ nghĩa cho cái avasan rồi. Trực bộ cách của Jasasin. Đúng rồi, bổ nghĩa cho từ nào? Avasan phải không thưa thầy? Nó là bổ nghĩa cho Pasanti. Tại ti đá sanang đó là. Đó là. Sở hữu cách mà. À, thì nó bổ nghĩa cho Pasanti cô mà. Là những người nào mà không nhìn thấy Nanda na rồi đời ở của các vị trời, rồi không nhìn thấy sự vinh quang của các vị trời gọi 30. Không phải. Kỹ lại nó đang nói về cái gì ở đây nè, cái câu chuyện nó đang nói về cái gì? Tức là đang nói về cái ngôi nhà đó. Nanda năng cái sự vui thú. Nanda năng này là gì? Nó là cái khu vườn đúng không thầy? Đúng rồi, nó là cái khu vườn. Dạ. Những người nào không nhìn thấy khu vườn thì tức là nó mở rộng nghĩa thêm cho cái Nanda năng ấy đúng không thầy? Khu vườn vui thú nổi tiếng. Khu vườn, đó là cái khu vườn. Đúng rồi. Vậy thì giác xóa si năng ở đây nó bổ nghĩa do từ nào? Nó cũng là năng đa năng. Một là năng đa năng, hai là bổ nghĩa do từ nào? Á sáng. Nghĩa cho á quá sáng. Một là khu vườn, hai là khu nhà. Ở đây nó không phải là ngôi nhà, khu vườn nữa, không phải là ngôi nhà, đây là cái nơi. Đây nơi ở. Nơi ở. Thì vậy hai trường hợp này, một bổ nghĩa cho nó đã đăng, một bổ nghĩa cho Awasan, thì là cái trường hợp nào là hợp lý hơn? Nơi ở của các vị trời gọi Bam Bàng. Nơi ở sao? Nổi tiếng. Đây ở. Ở. Chắc xóa sinh nổi tiếng tự danh nổi tiếng. Awasan với lại Nanda năng đây là liên hệ theo nguyên tắc gì? Của cách tuân đồng vị. Đúng rồi, đồng vị. Sát tí. Tiếp ná tê su khăn ba cho năm tí là gì? Những người đó được cái lạc. Người đó không biết. Không biết được cái lạc. Biết được lạc. Thầy cho tôi hỏi gì ạ? Cô nói đi cô. Ở đây cái Nanda năng ở trong cái câu đầu là cái câu chữ cuối Nanda năng đấy là muốn nói về khu vườn chứ không phải nói về cái sự vui vẻ như thầy nói ạ. Vì trong từ điển cho là cái sự vui thú ấy. Vui thú. Nanda na cũng là vui thú. Mà Nanda dạ. Cũng là khu vườn. Thì đây mình dịch hiểu là khu vườn nhưng mà là cái sự vui thú. Nhưng mà lý do tại sao cô? Cái câu chú giải một nãy mình giải đó thì nó là cái tên gọi cái khu vườn. À. Vâng. Tại vì cái chính là cô phải biết lý do tại sao, mà phải biết lý do tại sao mình hiểu như vậy. Chứ giờ hỏi thầy để thầy xác nhận yes or no, thầy xác nhận đúng hay sai, nó đâu có lợi ích gì đâu. Tức là một là cô hiểu chỗ đó, hoặc là cô thấy con chưa hiểu thì cô hỏi thì thầy sẽ giải thích. Chứ thầy xác nhận cái đó để làm gì giờ? Thầy xác nhận phải không phải để làm gì?
Cô, nhưng mà cô đằng sau cô có nắm lý do tại sao không? Nó là ở đây vậy, ở đây nó là khu vườn hay là sự vui thú mọi người? Đó là nó là khu vườn. Khu vườn ạ, đúng rồi. Thì đó là cái công giới. Con khu vườn. Con cái khu vườn chứ không phải là khu vườn. Khu vườn. Tên những khu vườn mà là nơi ở của các vị trời đúng không? Tôi hỏi nữa, tức là cái Tidasanang, Tidaso, cái từ thứ 48 ấy, thầy cho là vị trời thuộc cõi 30 là cõi nào? Có phải viết nhầm cõi 33 đấy, cõi 30 này. 33 hay 30, thầy bảo Tidasanang, Ti đó là 3 rồi, còn Dasa đó là 30 cô, là 33. Ở trên thế thì trong này là cái từ 48 ấy, thầy thấy là vị trời thuộc cõi 30 chắc là in nhầm đúng không? Không có nhầm đâu cô, ti đá xô, ti là tí là mấy? Ba. Tí là ba. À, đá xá là mấy? Mười. Mười, vậy ba với mười đây là mấy? Ba không phải, tại vì bên này ghi là, cái bản in á, ghi là 30, cho nên tôi cứ thắc mắc. Chắc là in đánh máy nhầm đúng không? Thì 30. 30 mà cô. 30, tí ở đây là mấy? Tí là ba. Thế là cộng ba. Cộng là mấy? Đa xá đây là mấy? 30. Đa xá là mấy cô? 30. 30 gì ạ? Tí 30. Là 3. Đa xá là mấy? Cô nghĩa coi kỹ rồi, đa xá là mấy? Là 10. Đa xá là 10, tức là 30. Quên chứ. Quên, là nhân rồi. Thì nhân vô thì là, 30, thì đây ghi 30 đây. Nhân ra. Nhưng mà tôi hỏi, muốn hỏi ý nghĩa là thì có cõi trời 30 là cõi trời nào? Cõi trời 30 cõi trời nào mọi người? Thì có bỏ cõi 33 thôi trời ơi, không có bỏ 30 thì ơi. Làm được có 30. Vậy ở đây mình hiểu cái này là gì? Chắc in nhầm rồi. Nhầm, không có nhầm, thầy khẳng định không có nhầm. Đấy, cho nên hỏi cái chỗ ấy. Thế là mà cõi khác rồi. Cõi... Có cõi nào khác hết. Vậy thì nó sẽ là gì? Ai trả lời được? Thì dám khẳng định 10 này không in nhầm. Không có cõi nào khác hết. Vậy đây nó là gì? Ba mươi vị trời. Cõi trời 33 là ta vá tinh xá, ở trên có ghi rồi. Đúng rồi, trên đây là cõi trời 30 thì không hiểu. 30 này 30 vị thiên, vị trời. Đó, vậy bây giờ thầy hỏi mọi người nè, ở đây nó ghi đây là ta vá tinh xá đúng không? Là 33 đúng không? Ta vá đây là 3 nè, tinh xá mới là 30 nè, là 33 nè. Vâng. Ở đây là 30. Nghĩa là sao? Nó giống tròn nè. Rồi chỉ là trống trống nữa không thầy. 30 giống như nó trúng... nói một cách tương đối nè, 33 bây giờ nó nói lẻ xuống thành 30, nói một cách tương đối thôi. Như là giống như là mình nói hàng trăm nhưng mà không biết là mấy trăm. 500 vị tỳ kheo, 500 cổ xe, chẳng lẽ lúc nào cũng đúng 500? 501, 502 nhưng mà đây là trong cùng một đoạn kinh, ở trên thì dùng sao quá tim xa, dùng ở dưới thì là tí ra xa, trên là 33, ở dưới là 30. Và không lẽ đang giữa cái đoạn kinh mà nó chuyển cõi, không lẽ đang cái bối đoạn kinh trên thì nói 33 tới đây cái làm thơ chuyển xuống cõi 30. Yeah. Nhìn đó là mình hiểu rồi, tức là cõi 33 chính là cõi, chính là cõi 30. 30 là nó dùng một cách tương đối thôi. Nó
nói thế cho nó khỏe. Chắc là đây khi là chỉ có thể là đây là do cái kệ mà người ta bóp âm đi, chứ còn không có ý là nếu mà nói thế thì không hiểu được, đúng không? Hiểu loại 33 là ta qua tim xa như thế đấy cô. Thì đúng rồi, ta qua tim xa nó là bốn. Ta qua tim xa thì nó phải là bốn âm không? Nó là bốn âm. Còn ti sa đô nó chỉ có ti đa sô nó chỉ có ba âm thôi. Ti đa sa năng cũng bốn âm mà cô. Nhưng mà nếu bây giờ mình buộc là dùng ti đa đã... Ti sở hữu vô dài. Ti đá ta cái gì nhỉ, ti đá ta sa năng thì nó lại là năm âm. Trong đây là nó người nào không nhìn thấy được cái tên của khu vườn dạ. Đây là cô tra ở trong cái cô tra trong điển á. Nè, ti đá xá nè, 30 nè. Vâng. Yeah. See the round figure for 33 round làm tròn, đây là con số làm tròn cho 33. Trong từ điển nó có ghi đây không phải vấn đề âm thì nó là cái hai cái tên, một cái là ti đá xá 30 nó làm tròn cho cái tao quá tim xá là 33. À, vâng, tôi vẫn hỏi ý nghĩa đúng rồi, tức là vẫn ám chỉ, tức là mình nói tiếng Việt là nói khoảng 30. Đúng rồi, bình thường okay. Cái cách dùng ước lượng như vậy là rất là bình thường ở trong ngôn ngữ không riêng gì Bali mình. 500 vị tỳ kheo đó mình gặp rất nhiều rồi. 500 vị tỳ kheo. 500 vị cư sĩ. Tức là mình có thể nói là khoảng 500 vị, khoảng 500 vị đúng không? Đương nhiên chứ sao mà chẳng lẽ mỗi cái đúng 500 sao đúng 500 y vong vậy được. Đúng sao mà đúng 500 gì ai đâu mà đếm. Không phải, nếu mà dịch là cái đó thì là ngôn ngữ nào cũng có nói, nhưng mà vì nếu nó là tính từ thì nó phải chỉ chính xác. Nó chỉ chính xác hay không là tùy cái bối cảnh của hình dung không? Cái bối cảnh đó nó có đang cần phải chính xác về con số hay không? Vấn đề nó nằm ở chỗ con đây, bối cảnh mình có cần chính xác con số không? Bối cảnh này chị muốn chỉ gì mọi người? Ám chỉ cái cõi ấy thôi, cái cõi thiền ấy thôi. Để nói cái tên của cái cõi đó thôi. Chỉ đúng tới cái cõi đó thôi. Còn cái câu chuyện là tại sao cõi đó 33, tại vì có cái câu chuyện gì đó là 33 chàng thanh niên gì đó. Trong đó có đế thích là sao đó, rồi sinh lên sao đó, còn là tên cõi 33 là như vậy. Lúc đó cái con số đó là con số 33 chính xác. Nếu 30 thì không chính xác, nhưng mà đây mình đâu có nói cái chuyện đó, bối cảnh của mình đâu có nói cái chuyện đó. Các bạn mọi người ok chỗ này không ạ? Dạ rồi. Rồi tiếp đi cô. Dạ. Eva Phước Tê. Bài các tỷ kêu. Sau khi được nói như vậy, cái vị thiên đã nọ đã đáp lại vị thiên đó bằng bài kệ rằng Nyatara Devata Tăng Devat Tăng Gatha Giác Bacha Basit Nakan Pale Bacha Nasi Ông đã không biết
Na tăng bát chà na xí ba đề cái này không có thể kêu cái người đó nếu cái này là hô cấp thì này kẻ ngu ông đã không biết ông không biết ông không biết này kẻ ngu ông không biết như lời của các bậc a la hán như lời các bậc a la hán cái công thức của giá tha nó sẽ đi với loại chủ cấp. Các châu là chủ cấp. Tất cả các pháp phủ vi là vô thường. Anicca, Sappa, Sankara. Chúng có bản chất sinh diệt upada vaya dhammino có bản chất sinh diệt upachitta sau khi sanh nirucchanti chúng diệt sau khi sanh rồi chúng diệt đây sang Rupa Samo Sukho Rupa Samo pháp an tịnh các pháp chấm dứt chỉ có chấm dứt đối với các pháp đó là an tịnh là an lạc. Sự chấm dứt đối với các pháp ấy là sự an lạc. Sự chấm dứt các pháp ấy chứ không phải là đối với các pháp ấy. Sự chấm dứt. Các pháp ấy là an lạc. Rồi. Giờ mình sang câu hỏi 2. Ta thấy mọi người dịch lại cái hộ cái câu đó ạ. Nếu mà va chô nó là chủ cách thì nó là thế nào? Câu thì thế nào? Na tơ văn ba lê ba gia na si là câu đã đủ một câu rồi đúng không? Cái do thả nó cái công thức của nó có thể đi với chủ cách. Giống như cái gì thì cái gì ở chủ cách. Cái câu này dịch tức là gì? À, này kẻ ngu ngươi không biết ạ. Đúng rồi, ngươi không biết. Chứ nói thế là đủ, không biết, không cần biết cái gì nữa. Không phải thầy nói cái giá tha đây nè cô. Không cái biết giá tha đúng này. Như. Không biết đúng như. Đúng như gì? Lời nói. Chúng như câu nói của các vị A-la-hán. Các bậc A-la-hán. Xong lại đấy là phải chấm một câu. Đi với chủ cách. Yeah. Xong ở dưới một câu, dưới là một câu tức là các pháp hữu vi là vô thường. Đúng rồi. Chúng có bản chất sinh diệt. Tất sau cả sinh... À, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, chúng có bản chất sinh diệt, sau khi sinh lên thì chúng diệt đi đúng không ạ? Và sự chấm dứt những cái đó, những cái pháp đó thì cái đó thì là lạc đúng không ạ? Đúng vậy. Bởi vì là khi mà tra trong cái chữ phát chô thì nó lại có nghĩa là nó có cả cái chữ này đang đặc biệt, nó có cả chủ cách, chủ phổ cách, hô cách nữa. Đâu có, sao qua chô là... Qua chô nó cũng có trực bộ cách đó thầy. Có trực bộ cách. Từ nãy là...
Nó là trung tính đúng không? Nó có trung tính đúng không? Dạ. Nó có trung tính và nam tính. Nó có cái từ này họ họ ghi là cả chủ cách và thực bộ cách đều có quát chỗ và đúng rồi. Danh ở trong bảng từ vựng của thầy thì có liệt kê nó là vừa nam tính và vừa trung tính. À, nếu vậy thì càng dễ nữa, vậy thì nó là trực bộ cách cũng được. Trực bộ cách. Nó tha là nó hay đi với trực bộ cách. Yeah. Nó có thể đi với cả chủ cách, nó đi với trực bộ cách. Ở đây em cũng nghĩ giống như là giữa từ. Ở đây trực bộ cách thì nó có vẻ hợp lý hơn thầy ạ. Không, vấn đề là nó đi với cái giá tha này nè cô, nó đi theo công thức của giá tha. Giá tha là một cái giới từ. Đấy, nó lại vướng cái giá tha đúng không? Chứ nếu mà nó không, nó nên là, nhưng mà nếu nó có giá tha vào đây thì nó lại nó ngữ pháp nó rất là khó hiểu, tại vì kẻ ngu không, người không biết giống như. Cái đó do cô chuyển tiếng Việt, cô bị tư duy tiếng Việt, cô cảm thấy nó khó hiểu thầy. Cái đó thầy nói rất là nhiều, cũng có thể đấy. Vâng, cái tư duy nó, cái giá tha đây là tiếng Anh nó gọi là slide đó, là so sánh với cái gì đó, cái gì đó mình so với cái gì đó là giá tha, chứ không phải giá tha là giống như, rồi mình cứ lấy cái chữ giống như mình đặt vô. Thầy hiểu tại sao cô thấy khó hiểu. À, lúc nãy thầy đọc dịch giống như, thầy dịch là đúng như mà. À, đúng như nhưng mà là nhiều khi là cứ bám chặt vào nghĩa thì nó rất là mệt. Cái tiếng Việt cái đó rất là kệ, mà cái đó không ai giúp được mình hết, mọi người phải rèn luyện cái đó. Vâng. Nhớ cái ý niệm của nó. Không có lấy cái nghĩa chết rồi áp vô. Rồi, vậy thầy, mình giải. Thầy cho tôi hỏi thêm một câu nữa, tức là cái câu upada vaya damino ấy, thì cái từ ghép nó là từ ghép rồi, nhưng mà chữ damino thì thầy cho nó là cái tính từ, nó là damin để tận cùng phụ âm. Thế nếu mà cha damin thì không ra, thế mà phải tra cái ngôi thứ nhất của nó dami thì sẽ ra cái chủ cách là damino. Chứ nếu mà dami này, nếu mà tra ở trong cái dami mi dài thì tra ở trong cái từ địa Pali, Vikatan Pali thì cũng không ra, mà phải tra trong cái quyển sách gì thì mới ra là damino. Đây nó mới là chủ cách số nhiều. Cô đừng tra vậy để thầy chỉ mọi người. Mình đã học tới mức độ nâng cao thì mọi người nhớ là Pali nó có thành lập, nó có cái việc thành lập cấu tạo, thành lập các từ. Cho nên không phải là mà cái đó cái người học phải tự nhớ, chứ không phải từ điển nó liệt ra hết. Mọi người đừng có nghĩ vậy nha. Dạ. Mình bỏ cái suy nghĩ đó đi, không là mình sẽ rất là kẹt với cái việc mà tiếp tục học lên. Đừng có nghĩ là cứ từ nào cho từ điển, không có. Cái từ thamino thực chất nó xuất phát từ gì? Từ tham ma nè. Thamma trong từ điển có nè. Có, đúng rồi. Cái đuôi A này á, bây giờ nó có thể bỏ đi. Nó có thể bỏ đi để nó thêm vô thành cái đuôi Y dài. Phụ âm. Đúng rồi, phụ âm nó sẽ thêm in vô thành thammin như thế này. Vâng. Cái thammi cô nói là chủ cách xuất, còn nguyên mẫu nó là thammin. Đúng. Thì cái thammin này cô tra từ điển đâu có. Nó đâu ra? Rồi nó có quy tắc của nó. Đúng rồi, nó phải có cách là đam mi. Đúng rồi, thì mình phải nhớ cái bảng của bản in. Đúng rồi. À, vậy cô nắm được vấn đề chứ, vậy cô phải lấy cái bảng biến cách của nó, của cái in á, cô nhớ và cô tự xác định cái đam mi với cô đừng có tra từ điển cái này, nó không ra đâu. One man in. Nó rất là hên xui. Nha, mình học những nguyên tắc cấu tạo từ đó rồi là mình phải nhớ đó. Nguyên tắc thành lập động từ truyền động sao là tự mình phải nhớ đó. Không phải là từ điển nó liệt ra cho mình đâu. Nếu vậy mình học này đâu có lợi ích gì. Mình đâu học làm chi.
từ điển nó ra được hết thì đâu nói làm gì nữa. À. Cái đuôi phụ âm là one, man, in. Ba cái bạn. Có. Tức là mình phải nhớ thì là cái phụ tận cùng là phụ âm là damin thì nó là ở chủ vách nó là dami. Thế xong là mình phải nhớ cái bảng của cái mà danh từ mà nam tính mà tận cùng bằng y dài đúng không ạ? Thì nó sẽ ra là damino. Cái đó không phải y dài, cái này là in. Cái này là in chứ không phải y dài. Cái đồ nó tính từ mà. Cái nó đúng là rồi. Nó là nguyên mẫu là damin, thế nhưng mà damin thì không thể tra được mà thầy cũng có dạy rồi, tức là ở cái phần mà cách chia của các cái danh từ tính từ nó tận cùng một phụ âm ấy. Yeah. Thì cái ngôi đầu tiên nó là dami y dài đúng không? Thế bây giờ mình lại trở lại dami y dài, tức là nó là danh từ nam tính mà có tận cùng bằng y dài thì nó mới ra là damino, tức là chủ cách số nhiều. Không, cô lộn rồi, cô lộn rồi cái đó rồi. Cái thầy nói lại nha, thầy nói như thế này. Cái bên trái cái thâm mi này á là danh từ nam tính có nguyên mẫu cùng bằng phụ âm y dài là nó ra một bảng biến cách khác. Còn cái bên phải của mình là danh từ nam tính có nguyên mẫu tận cùng bằng in là nó ra bảng khác. Hai bản này hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì nhau hết. Cô hình dung được chưa? Đúng rồi. Một cái thì... là danh từ là nguyên mẫu có tận cùng bằng là phụ âm in, và một cái là danh từ nam tính có tận cùng bằng nguyên âm y dài đúng không? Đúng rồi, vậy thì cái thumino này là nó thuộc về loại nào? Nó thuộc loại dami. Không, nó là thumin. Damin. Bởi vì cái dạng chủ cách chủ ý của nó là cùng đều là y trường âm nên phải phân biệt được không? Nên là thầy mới nói cô bị lộn cho nó rồi, đây là thumin. Thì đúng rồi, đây nó là tính từ, nó là damin đúng rồi, nhưng mà không tra được damin thì mình phải đưa về nó là cái tính từ này nó có cái là như thầy dạy lần trước là nó có cái cách là này, chủ cách nó là dami đúng không? Thứ nhất chủ cách số ít là dami đúng không? Chủ cách số ít là dami rồi, bây giờ thầy hỏi cô thumino đây mình là cách gì? Thế thì tôi lại tra cái dami ấy, nó là danh từ nam tính tận cùng bằng y dài. Nó bây giờ là có hai cách là chủ cách với là trực thuộc cách số nhiều. Chủ cách và trực thuộc cách số nhiều, và nó còn có hô cách số nhiều. Tức là thumino của mình ở đây là chủ cách hoặc là trực thuộc cách số nhiều đúng không? Yeah. Vâng. Nếu mà cái nó là thumi á, danh từ có nguyên mẫu tận cùng phụ âm bằng thumi thì chủ cách số nhiều nó là gì cô? Chủ cách số nhiều của nó cũng là damino đấy. Không phải thumino, bây giờ thầy nói cô bị lộn. Bị lộn, đâu phải thumino. Dami. Đâu có là thumino được cô. Damio, damani. Nếu mà là trung tâm thì damani. Dami đi. Dami hoặc damini. Nếu mà nữ tánh là dami, damio. Từ để thầy mở ra. Đây nè. Đây đây, tôi đang mở đây. Trong cái quyển thầy cho đây nó 138, 139 đúng không ạ? 839. 130. À, ở đây nó có liệt Duno ra, đúng rồi, đây nó có liệt Duno, mà khoan để thầy coi kỹ cái Duno.
136 đấy. Ba cách đó này. Cách chặt bốn cách rồi hô cách. Cái quyển thầy cho ấy thầy ạ, cái quyển thầy cho là quyển của đây em coi 136 đúng, ok. Giờ này xin lỗi, nó vẫn có trường hợp là có đuôi no, có trường hợp là có đuôi no này đấy, nó có cả chủ cách và chủ của cách số nhiều, nó đều có là y dài về no. Ở đây xíu nha, 5 mi no. 5 mi với 5 mi đô là 5 tính, nữ tính là 5 mi. Nó bị nhập lại đó cô, nó bị hai cái đó nó nhập lại đó. Bây giờ mình coi cái in nha. In là có trường âm là ino y dài và ino hay. Từ danh từ Macharin, người tham lam, người keo kiệt, mình được thay gọi giải. Đúng. Thế cái in thì thầy tra ở mục nào đấy, trong quyển này ạ? Trong cái phụ âm. Cái phụ âm 152 đúng không thầy? Cái đôi phụ âm đó cô, cái tổ đôi phụ âm đó. Đúng rồi, trong một cái số 152 đúng không thầy? Đúng rồi. One man with in á, one tú in. Không phải, cô đang hỏi cái mục nào để tra cô, và cái mục số mấy đó. Mục 152 từ trước thầy đã nói rồi. Coi mục đục. Như cái bài số 6 á, thầy ạ, thưa thầy, bài số 6 á, ngữ pháp bài số 6 là cái in đuôi in. Thầy đang lật cái phần trong cái cuốn tiếng Anh bữa thầy in cho đó. Đây đúng, cả hai trường hợp là tận cùng bằng phụ âm hay là nguyên âm gì nó đều có thể ra cái ino ở đây được. Vâng. Đó, thì như vậy cái câu trả lời đây phải là cả hai trường hợp nha cô, cả hai trường hợp chứ không phải nó bị nhập nhằng lại đâu, tại vì một số trường hợp khác là nó khác nhau, một số trường hợp khác nó vẫn khác nhau nhưng mà người chứ nó đâu có giống. Tức là cái sự ở đây riêng cái từ này nó có sự trùng hợp đấy. Đúng rồi, ví dụ như mắc giá ri hí ở đây nè, cái dụng của cách số nhiều đây là mắc giá ri hí, mắc giá ri hí, mắc giá ri hí. Nhưng mà ở bên cái này của mình á, đây nè mọi người coi cái để thầy coi còn lại coi cần biết nè cần biết nè. À, nó có một số khác biệt nhỏ, đó là cái dụng của cách số nhiều mọi người, mà đối với cái danh từ mà nguyên mẫu nguyên âm y dài đó thì nó luôn luôn âm y dài, mọi người thấy nè ha, nó luôn luôn là âm y dài, dụng của cách với xuất xứ cách,
Nhưng mà đối với cái mà phụ âm á thì nó có trường hợp là y ngắn nữa. Đó. À. Tức là nó khác rất là tinh vi. Đúng rồi đấy. Ở đây thầy xem lại cái mục 154 đấy. Tức là đây nó có đáng nếu bình thường theo trong tra trong cái tính từ mà tận cùng bằng phụ âm ấy thì nó phải là y dài, còn nhưng mà đây nếu mà tra theo cái danh từ nam tính mà là tận cùng bằng y dài thì nó lại là y ngắn. Đúng rồi. Đang nên nó cũng là tách biệt nhau. À, mà người nói nó vẫn tách biệt nhau chứ nó không phải trộn lộn lại đâu, nhưng mà nó khác rất là tinh vi. Có đúng chứ không thầy? Tại vì hôm qua tôi tra ở trong cái phục mà danh từ mà tận cùng danh từ tính từ tận cùng phụ âm ấy thì nó là y dài thôi. Thế nhưng mà đây nó là y ngắn cho nên nó phải tra là cái danh từ nam tính tận cùng bằng y dài. Trong cái thăm mino này nó vẫn thỏa hai trường hợp mà cô, tại vì chủ cách số nhiều hay là trực bổ cách số nhiều nó đều có thể là no được hết. Không, nó không phải là no, mà đúng no thì đúng rồi, nhưng mà cái đuôi no thì đúng rồi, nhưng mà đằng trước nói là y dài chứ không phải đam mi no, mà đam mi no. Tại vì thầy xem lại cái mục 154 ấy. Đây nè, thì 130 136 thì đúng rồi, 136 thì đúng rồi. Nhưng mà 136 thì đúng rồi, nhưng mà được xuống cái mục 152, 154 thì nó lại không đúng. Vì cái mục 152, 154 là nói về các cái danh từ, cái tính từ là tận cùng phụ âm. Nhưng mà 152 đâu có, như cô tìm chỗ nào? 152 trong cái quyển ấy thôi chứ không phải trong từ điển Pali đâu ạ. Đây 152 đấy, trong quyển này đấy. Đây 152 đấy. Vâng. Đâu chỗ nào? 152 xong thầy xuống chỗ 154 ấy ạ. Chỗ Atta ấy. Attan thì Atta ấy. Cái này là Atta là bằng An mà cô, chứ đâu phải là In đâu. Cái In nó có cái bảng của In, cô không lấy cái bảng của An để cô coi cho In được. Nhưng mà nó đều là phận cùng là Attan đúng không? Đó là phụ âm là N. Không, nhưng mà cái âm đằng trước nó vẫn có khác. Cái âm đằng trước âm này làm hai ngắn, còn của mình làm y, nó vẫn có cái bản riêng. À thế ạ. Thì cái bản riêng đó là coi cô coi cái bản của Margarine nè, đây là cái bản này là bản của Margarine nè. Bản tận cùng bằng y á, nè ở đây nó vẫn là y ngắn nè. Cái này ở trong mục nào đây thầy? Cái mà thầy đang chiếu trên này nó ở mục nào? Nó. Cái này đang ở trong đi trong cái bài mình học á, cái bài mà về danh từ mà in á, tận cùng bằng in là có. Tôi coi là trong cái bảng của in á là có. À vâng, đây để tôi xem lại. À, cái in với cái an là nó vẫn là khác nhau chứ không phải là giống nhau. Tức là ngoài cái phụ âm cuối cùng thì cái nguyên âm trước nó là cũng có khác đấy không thầy? Đúng, có khác chứ không lấy cái đó được nha. À, vâng. Đây là thông mino, đây là có thể là hai trường hợp luôn. Vâng. Trục cách và trục cách. Rồi, ok, thôi mình dừng ở đây ha. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Xin lỗi mọi người là mất thì giờ. Mọi người có mấy câu hỏi ở dưới ha, để hôm sau mình tiếp tục. Rồi, dạ. Rồi, cảm ơn thầy.